Thiệt tình bữa nay cái ngày gì kéo từ sáng giờ mà không có một con cá nào. Mà ghê. Tự nhiên cá không có mà có con cá. Thiệt là vô dụng. Ủa? Sao con đá này nó có hào quang đẹp vậy ta? Thôi được rồi, hãy đem về cho con vợ mình nó coi chân. Viên đá coi cũng ngộ ha, cũng lấp lánh dữ ha. Bởi tôi kéo lên rồi tôi thấy có viên đá này nó cũng ngộ ngộ, tôi tính quăng vào mà thấy ngộ quá đem về cho bà coi á. Có khi nào nó là viên ngọc quý không không? Đâu đi bà, ngọc quý đâu mà làm viên ngọc quý thì dễ lộn được vậy lắm. Thôi để nó đi, vô lấy cơm tôi ăn tôi đói bụng rồi, lẹ lên. Lão thân đâu? Dạ. Bữa nay em đi đánh cá cho hai vợ chồng ngồi đó lắp giáp gì đó. Dạ thưa ông chủ. Dạ thưa ông chủ, mời ông chủ ngồi dùng miếng nước. Tôi cũng định sang nhà ông chủ đây. Đi kiếm tôi làm chi? Hả? Năn nỉ nữa hả? Cất nợ nữa hả? Khóc lóc nữa hả? Gian sinh nữa hả? Thấy không? Dạ, ông nói dấu gì ông chủ. Dạ, mấy tuần trăng vừa rồi là đánh cá không có được nhiều. Rồi sao? Thành ra không có gom tiền để mà trả tiền cho ông chủ được. Nếu ông chủ có thương tình thì cho tôi nán lại vài tuần trăng nữa đi. Tụi tôi ráng làm rồi cố gắng gom góp ra trả cho ông chủ vừa vốn vừa lời luôn. Nán lại là sao? Năn nỉ hoài, nghe mệt. Ba lạng bạc chứ nhiêu mà năn nỉ hoài quỷ. Mà tiền bạc thì đâu mà thấy đi đánh cá quanh năm mà không có đồng cắt nào để trả nợ, trả lãi, trả vốn gì hết trơn á trời. Là sao? Ông chủ à, ông nhà tôi á làm được đồng nào là cắt ca cắt cụm. Rồi hãy nghe ai than khổ là ông ấy lại cho. Mong ông chủ thông cảm giùm. Nghèo mà sao tốt dữ vậy? Thấy ai là than thở cái có nhiêu cho hết hả? Xích, tốt quá. Đâu ra đây? Dạ, này cục đá tôi đi lưới ông chủ cái nó dính trong lưới của tôi á. Tôi tính liền rồi. Nhưng mà thấy nó lấp lánh quá cái mới đem về cho vợ tôi coi. Thôi giờ về tặng tôi đi. Hả? Đem về là bỏ một hồ cá cho cá nó lội qua lội lại nó ngó coi chơi cho vui mắt nó vậy đó mà. Dạ vậy ông chủ cũng thích cục đá này hả? Thích chứ, coi cũng được. Sao suy nghĩ kỹ trả lời hả? Hồi nãy nói làm sao tính quăng hả? Thôi giờ không quăng nữa hả? Thấy không? Dạ. Không ấy thôi giờ bán. Dạ ý ông chủ muốn mua viên đá này. Bán đi ông. Không ấy mình bán đi. Biết bao nhiêu mà bán. Kệ nó. Bán. Nghèo mà nghe tôi mua bán cái mắt sáng rỡ lên. Đáng lẽ tôi nói cho nghe, hai vợ chồng thiếu nợ tôi chưa trả vốn trả lời gì hết trơn á trời. Đáng lẽ là phải năn nỉ tôi qua đem cục đá này tặng cho tôi mà tôi biết tôi còn chịu lấy chưa nữa. Thấy không? Nó ở đó mà mua với bán. Thôi giờ lỡ nói ra rồi thôi cũng được. Thôi giờ này đây mua. Bán đi nhiêu? Biết nhiêu nhà bà. Thôi. Dạ cũng đâu có biết bán cho ông chủ bao nhiêu đâu. Vậy chứ giờ thiếu nợ tôi nhiêu? Dạ 3 lạng ông chủ. Giờ 3 lạng. Dạ. Thì coi như đây lấy cục đá. Dạ. Đó cắt 3 lạng. Là sao ông chủ? 3 lạng mà cũng không hiểu nữa. Bởi vậy tao nói có nhiêu mà cũng không hiểu được. Nghèo hoài là phải rồi. Đây nè, bây giờ ở đây là 3 lạng thì quề. Đây lấy cục đá, đó quề khỏi trả 3 lạng. Dạ, dạ cảm ơn ông chủ. Không? Dạ, dạ, được dạ. Ông chủ. Rồi, không có năn nỉ nữa nha. Về đó. Vậy là mình hết nợ ổng rồi đó ông. Quê, cái viên ngọc quý giá đẹp đẽ tuyệt vời như vậy mà mém chút nữa cái lão già ngu ngốc nó ném nó xuống sông rồi. Quá là ngu thiệt mà. Hắn làm sao mà so bì được với ông, một tay buông đồ cổ chiên luôn quá không.
nói cho bà nghe nè. Dạ. Mới nhìn thoáng qua, nó giống như là một viên đá đẹp vậy thôi. Nhưng mà không ai biết được cái giá trị của một cái viên bảo ngọc có 102 trên cuộc đời này. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Thấy không? Có gì đâu mà quan trọng đâu. Trời ơi, giống một cục đá bình thường thôi vậy mà làm nãy giờ tôi mừng hụt luôn à. Trời đất ơi, hai con mắt phàm nhân người trần mắt thịt như bà vậy làm sao mà nhìn thấy được cái viên đá này? Đây là ngọc ẩn trong đá, nó ẩn càng sâu nó càng có giá trị. Chỉ có một điều là con mắt của bà là chưa nhìn thấy hết cái giá trị của nó thôi. Lè có lè có lè lè nó chiếu chiếu ngời 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 qua đây 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 đây. Cái này đây chút xíu nữa tôi cầm. Ủa? Ý ông ơi! Nó làm sao vậy? Cái chén thuốc của tôi chưa uống hồi nãy nó màu nâu mà sao bây giờ nó trong veo hả? Nó đổi màu luôn rồi! Sao? Ủa sao kỳ vậy nè? Là sao vậy ông? Không tin đó. Ra lấy một chén nước, quậy nửa chén muối đem vô đây. Thiệt ha? Ừ. Có rồi nè, đẹp tôi cho ông một tô luôn đó. Ngọt kìa. Thiệt không? Ủa? Hồi sáng tới giờ hả, người ta bu hết đông hẹt luôn. Nước ngọt ngay và trong vắt luôn. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt không á. Bu lên nắng kìa, quá trời nhiều luôn. Đi 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 đi. Cảm ơn nha. Đi đi lẹ lên chị. Xong kỳ dữ vậy ta, không biết mình kỵ với cá hay là cá kỵ với mình, mà kéo lưới nào cũng không có cá hết trơn. Dữ mình. Ủa, có cái gì chiếu cứu người ta? Một cái gương sơn mặt mà có khắc chữ gì vậy đấy? Cái gương này cũng đẹp hen. Thôi, có khi mình đem về nhà rồi gặp ông Dương coi ổng có mua như lần trước ha không. Đó, nay đi lưới được cái kiến nè. Nghĩ cũng ngộ chứ. Ông lưới nó ở cái chỗ cũ không hởm mà gặp cục đá đó phải không? Ngộ quá hen. Nó giống như là đồ cổ quý hiếm vậy đó ông. Mà sao tôi thấy nó kỳ kỳ sao á? Mà thấy kỳ là kỳ sao? Thì đó, hôm trước ông lưới được cái viên đá, rồi lão Dương một hai đòi mua cho bằng được. Mà ai còn lạ gì ổng nữa. Ông là chuyên mua đồ cổ thủ đoạn từ xưa tới giờ. Mà ông coi, từ khi mà ông có cục đá rồi lại tự nhiên có nguồn nước bán cho dân. Bà nói vậy à, ông không lẽ do cái cục đá làm ra nước cho ông Dương bán cho dân hả? Ai biết được. Chắc cục đá đó phải có gì cho nên ông mới mua cho bằng được chứ. Thôi chết rồi. Cái gương này mình cũng phải đem cất cho kỹ, để không mà lão mà thấy được hả, lão một hai đòi mua rẻ lại cho ông coi. Sao mắc rẻ gì bà ơi? Sao bà suy nghĩ du dơ diễn dâm quá? Mệt bà quá. Con có nằm mơ không vậy trời? Cái loại cá này thiên hạ đồn á,
là ăn được một miếng là bá bệnh tiêu tan, tăng thêm sức lực. Ôi ơi, cái con cá này á mà lão Dương mà thấy được thế nào cũng mua cho được mấy trăm lạng bạc. Trời ơi. Nhưng mà không được, dân làng mình thì nghèo khổ lắm, có bao giờ mà ăn được miếng cá này đâu. Thôi được rồi, ta phải đem con cá này ta về ta chia đều cho dân làng, mỗi người ăn một miếng cho nó tăng cường sức lực. Ơi, cá này quý lắm đó, ông mà bắt được là ông may mắn lắm á. Nghe ông bà nói mà hôm nay mới thấy tận mắt á. Trời ơi, tôi có tài giỏi gì đâu mà bắt được con cá này. Chẳng qua là trời thương dân làng mình cho nên cho bắt được con cá này để mà chia nhau ăn cho nó có sức khỏe. Cá này quý lắm đó bà con. Ăn được miếng sánh như nước tiên vậy đó. Nè bà, mình chia hết cho bà con đi ha. Còn giữ lại cái khúc đầu mình nấu canh chua hai vợ chồng mình ăn. Hôm nay vui hết sức vậy đó. Cứ chuyện vui tới hoài. Bây giờ mọi người cầm miếng về ăn lấy thảo nha. Dạ cảm ơn bà nha. Rồi ăn lấy thảo ha. Dạ. Dạ. Rồi. Ừ. Bà ơi, bà, tôi đang cuốc đất, tự nhiên phát hiện cái chum này nè. Cũng hên là tôi dừng tay kịp thời chứ không là sấn vô cái là dẹo cái lưỡi cuốc rồi. Chàng ơi, cái chum này có lạ dữ hen. Ông mở coi coi có gì ở trong. Sao nặng dữ vậy? Để tôi. Vàng! Vàng ông ơi! Ôi, nhiều quá. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho vợ chồng con. Cảm ơn. Ở đâu mà trời cho mình cả một hũ vàng vậy nè ông? Bà con cứ yên tâm đi. Ngày nào mà vợ chồng tôi còn hưởng được lộc trời á, ngày đó cũng còn phân phối cho bà con đầy đủ, nghe. Dạ, cầu trời cho ông bà luôn được hưởng phước. Cũng may nhờ ông bà cho vợ chồng tôi một ít vàng lần trước, mà hôm nay là vợ chồng tôi xây được một căn nhà che nắng che mưa. Mà hôm nay ông bà còn cho gạo nữa. Xin đỡ ơn ông bà. Tụi tôi già rồi, đâu có còn sống bao lâu nữa, mà ăn cũng đâu có bao nhiêu. Có thì mình cùng chia với nhau. Chứ mai này tôi có nằm xuống thì cũng phải nhờ dân làng lo mà. Thiệt tình á, là ông bà rất là đại thọ, sao mà lại nghĩ những chuyện như vậy? Đúng rồi, ông bà thật là tốt bụng, có bao nhiêu chia hết bấy nhiêu. Tánh ông nhà tôi là vậy đó, có bao nhiêu á cũng không có muốn tích góp cho một mình đâu. Làm phước thôi mà. Với lại vợ chồng tôi cũng đâu có con cháu gì mà để dành lại làm chi. Hơn nữa cái của cải này được đó ông chủ. Sao mà sao họ hên vậy, họ lượm hết lần này tới lần khác vậy? Nói sao, nói lại ta nghe. Con nói sao họ hên, họ lượm hết lần này tới lần khác mà họ lượm toàn là của cải quý báu không ông chủ ơi? Đó ông chủ thấy có lạ không? Làm gì mà nó hên liên tục, nó hên tới tấp vậy? Tụ bảo tiền bạc của cải bảo vật nó tụ về nó gom về không được. Dứt khoát là không được. Con không được hả? Không phải mày, ta nói nó dứt khoát như vậy là
Ông ơi, con hâm mộ ông quá ông ơi. Sao ông giỏi quá vậy? Ông là thằng thánh phương nào mà ông xuống đây? Trời ơi, con tả có một lần thôi mà ông dễ y chang luôn. Giống hệt luôn. Là bởi vì ta đã từng nhìn thấy báu vật này một lần trong đời ta rồi. Nhưng mà tiếc lần đó ta không mua được. Tiếc ơi là tiếc. Còn còn tiếc nữa. Bây giờ, biểu. Bây giờ làm cái chuyện này cho ta. Dạ. Cầm cái này đi tìm một người thợ chế tác gương thiệt là giỏi. Tại sao không nói gì hết? Nghe không? Không. Nghe chưa? Con biết rồi, con sẽ đi xuống thị trấn con tìm một ông làm gương thiệt là giỏi. Và đặc biệt là đây, làm đúng kích cỡ, bằng bạc, nhưng phải cũ cũ một chút nha, đừng sáng quá. Sao cái gương mới rồi kêu làm đừng có sáng quá là sao? Lạ đời vậy? Lạ cái gì mà lạ? Nội trong hôm nay là phải xong. Ông chủ tôi sẽ trả giá rất cao nếu làm đúng ý ổng. Trong hôm nay sao mà làm kịp? Cái này á là hai hôm sau mới lấy, giá là 3 lạng. Cái gì hai hôm sau? Làm liền. Nội trong hôm nay tôi phải đem về cho ổng đó. Làm liền cái gì mà làm liền? Tôi còn khách của tôi nữa chi? 5 lạng. 5 lạng. 6 lạng, gấp đôi giá ông đưa ra luôn. Làm này 6 lạng hả? 6 lạng. Ừ thôi được rồi, để tôi thu xếp tôi làm liền cho. Đó, vậy vui vẻ không? Mà cho hỏi nha, làm gương này chi vậy? Phong thủy của ổng đó, ổng mê phong thủy lắm. À, tôi hiểu rồi. Nè, nói cho biết nha, tôi được cái tiếng là rất là mát tai ba cái vụ phong thủy này, nghe chưa? Tôi làm xong cái gương này á, mà gia đình làm ăn á, ăn nên làm ra nhớ thưởng thêm cho tôi nha. Nói không à, làm đi mới tin. Thiệt. Rồi tôi về tôi sẽ thưa ổng có gì ổng thưởng thêm cho. Nhưng mà nhớ nè, không được bếp xếp da nghe chưa. Biết rồi. Trời ơi, làm gì ghê vậy? Nhớ thưởng là được rồi. Ừ. Tên 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 đây nè ông. Ông có đi. Ông chủ thấy sao? Đẹp quá. Đó. Dạ. Dạ hiểu rồi. Con hiểu rồi. Trời ơi, cái chuyện này mà con biết. Dạ thưa thầy. À, ta là đạo sĩ ở vùng này. Tại sao? Tại sao nhà này có nhiều ám khí như vậy chứ? Thầy nói sao? Nó sẽ ám bà. Sống không ra sống, chết không ra chết. Do ngôi nhà của bà vô tình cất giữ một linh vật bí ẩn gây chết chóc đó, mà linh vật đó đã bị một lời nguyền của hung thần gây chết chóc. Linh vật? Linh vật nào mà sao thầy biết? Vì ta là đạo sĩ cao tay nhất của vùng mới Hạ Sơn. Ta nói cho bà biết, linh vật đó có phải là chiếc gương soi không? Chiếc gương? Tại sao bà lại rước quả vào thân, rước đại quả vào ngôi nhà này của bà? Tại sao? Thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc mà. Chiếc gương? Đúng rồi,
nó là chiếc gương. Nhưng sao thưa thầy, thầy có thể giải giùm tôi được, hay là để tôi đập nó nha thầy? À không, đừng đập. À, ta làm phép cho bà, ta làm phép để giải lời nguyền đó cho bà. Được sao? Được chứ, ta là đạo sĩ mà. Dạ, dạ đội ơn thầy, trăm sự nhờ thầy. Mau đưa chiếc gương đó ra đây cho ta. Lấy liền đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Dạ. Dạ, nó nè thầy. Bây giờ bà hãy ngồi yên đó và chắp tay khấn nguyện đi, ta sẽ làm phép cho. Dạ. Giống quá. Giống gì vậy thầy? Ta đã nói là ngồi yên đó, chắp tay cầu khẩn, ta làm phép mà. Dạ, ngồi yên. Mất thân lắm mà năm. Xong rồi. Vậy là được rồi hả thầy? Được rồi. Ta đã dùng hết nội lực âm khí của ta để giải hết lời nguyền độc địa trong chiếc gương này cho bà rồi. Nhanh bà... vậy sao thầy? Dạ. Đội ơn thầy lắm. Dạ thầy ơi, chắc là ông nhà tôi cũng gần về tới rồi. À, sẵn tiện đây, tôi mời thầy nán lại thêm chút nữa, dùng với vợ chồng tôi một bữa cơm đạm bạc nha thầy. Cảm ơn gia chủ rất nhiều. Đạo sĩ ta không có thời gian, còn phải đi hành đạo ở những nơi khác nữa, để trừ tà diệt ác cho bà con nữa. Xin khiêu từ. Dạ, đội ơn thầy. Chào thầy. Tụ bảo ơi, ôi rồi đây ta sẽ trở thành hào phú giàu nhất nước này. Ui vàng bạc châu báu ngọc ngà trên thế gian này, mau tụ về đây cho vợ chồng ta. Ông ơi, tụ bảo tức là bao nhiêu bảo vật ở trên cái thế gian này nó chạy về nhà mình hết, phải không ông? Đúng rồi. Khoan, đừng cười. Tôi dặn bà. Sao? Bà đi đứng ào. Từ nay đi đứng cẩn thận, chân cẳng nhỏ nhẹ, coi chừng đạp hết vòng vàng chuỗi hậu của tôi ra chưa? Biết rồi. Cảm ơn bà. Ông bà ơi, mấy bữa nay nhà con hết gạo rồi, ông bà làm ơn giúp con đi ông bà ơi. Cảm ơn ông bà, con về. Còn nhiêu gạo tôi xúc cho hết trơn rồi, sao giờ ông? Hôm nay tôi cũng không lưới được một con cá nào. Không hiểu sao mà kỳ vậy. Bà, mấy nén vàng hôm trước ở nhà mình còn không? Còn được 3 nén. Hôm qua rồi tôi đem lên chùa cho trởm luôn rồi. Dạ bẩm đại nhân, có một ông thương gia xin gặp đại nhân. Cho hắn ta vào. Dạ. Dạ bẩm quan. Sao rồi, ông đã suy nghĩ kỹ cái giá mà ta đưa ra chưa? Nói thật nghe, ta cũng định mua là để đó chứ chưa có dùng đến. Định là sau này phải sửa sang lại, để mà khi già đó lui tới làm thú điền viên. Dạ. Thực ra tôi là mang sa súc, nên bóng bụng phải bán
sự nghiệp của cha ông để lại. Quan đưa ra cái giá thì thiệt tòi cho tôi quá. Ông tính thiệt tính hơn làm gì? Cái gia trang của ông đó ở cái trấn này không ai mua nổi đâu. Ông không bán cho ta thì bán cho ai? Dạ, vì chuyện đó tôi mới lặn lội đến đây để nói qua một tiếng. Vậy là ông đã đồng ý bán cho ta với cái giá 50.000 lượng rồi đúng không? Thôi được rồi, ta sẽ cho người làm bản khế ước. Người đâu? Dạ dạ dạ, dạ không phải vậy. Vì có một người á bỏ ra 80.000 lượng để mua gia trang của tôi rồi, nên tôi đến đây á bẩm báo qua một tiếng để sau này á qua không có trách. Ông nói sao? Ông đùa với ta đó à? Kẻ nào mà lắm của nhiều tiền ở cái trấn này bỏ ra cái đống vàng mua cái gia trang của ông chứ? Dạ, lời tôi nói không có ngoa. Đó là ông Vương ở làng chài, ông đã trồng đủ tiền mua gia trang của tôi rồi. Ông nói thật chứ? Dạ dạ thật. Thôi được, lui đi. Dạ, kêu quan tôi về. Sai nha. Dạ. Ngươi hãy xuống làng chài tìm hiểu xem cái tên họ Dương gì đó làm gì mà giao dữ vậy. Dạ. Lão Dương ơi, Lão Dương đâu rồi? Tao muốn gặp Lão Dương. Sao? À, Lão Dương có nhà không? Kêu ông ta ra đây gặp ta. Ông chủ ta đi vắng rồi, với lại cũng không có gì để gặp ngươi hết á. Nè, sao lại không có gì? Ta nhớ rồi. Ngươi là tới chỗ của ta đặt ta làm cái tấm gương đó. Ngươi có biết không, cái gương đó là cái gương tụ bảo đó. Tụ bảo là cái gì? Dạ giờ không biết nữa hả? Hôm nay ta vô tình đọc được trong sách của ông tổ ta. Ta nghi có cái gì mờ ám. Tại sao ngươi lại có cái hình vẽ của cái tấm gương đó mà tới đặt ta làm một cái tấm gương y như vậy? Từ lúc ta làm tấm gương cho chủ nhà ngươi, ta thấy chủ nhà ngươi giàu phất lên. Như vậy á, phải thưởng cho ta thêm mới đúng chứ, đúng không? Nhà ngươi có chóng mặt không hả? Chóng mặt gì? Nè, ngươi đừng có tới đây mà ăn nói khùng điên cái gì nha. Ê, hả? Cái gì? Với lại nhà ngươi say rồi á, đi về đi. Ê, nếu không đừng có trách ta không để tình nhau. Trách cái gì? Ngươi đừng có đứng đó mà chửi ta nữa nghe chưa? Ta làm giàu có lên, phất lên, giàu có phải thưởng cho ta chứ. Không về đó. Không về phải không? Đừng có trách ta nghe không? Kêu ông ta ra đây. Lão Dương ơi, ra đây. Ông chủ ta không có nhà, ông chủ ta đi vắng rồi. Lão Dương, đi về đi. Dương, đi về. Lão Dương đâu? Một cái gương có phép màu. Từ lâu rồi ta cũng nghe trong dân gian có cái giai thoại về một cái gương có phép màu mang tính tụ bảo, không biết có thật hay không. À, hình như là trong sách có ghi chép lại. Quả nhiên là có một cái gương tủ bảo. Dạ thưa đại nhân. Vậy còn tên thợ làm gương la lối ở nhà ông Dương thì sao? Chỉ cần người lôi cổ hắn về đây thì sẽ rõ. Dạ tuân lệnh đại nhân. Dạ bẩm đại nhân, đây là tên thợ gương ở tận thị trấn. Tiểu nhân phải cố gắng lắm mới tìm được hắn. Là ngươi đó à? Dạ. Ừ, bẩm quan, tiểu nhân có làm gì sai mà quan đòi tiểu nhân lên đây à? Hôm trước nhà ngươi gây rối ở nhà tên họ Dương là vì chuyện gì? Dạ, bữa đó tiểu nhân sai quá cho nên không biết mình sai chuyện gì ạ. Chứ không phải nhà ngươi tới đó để đòi công cán làm cái gương gì đó sao? Dạ bẩm quan, là đúng là như vậy á. Tại vì á,
hắn ta kêu tiểu nhân làm một cái chiếc gương đúng kích cỡ như vậy và hứa là sẽ thưởng hậu hĩnh cho tiểu nhân. Rồi còn nói là làm ăn mà giàu có sẽ cho thêm. Nhưng mà rồi cái tên lão già đó keo kiệt lắm, hứa như vậy thôi chứ mà tiểu nhân lên đòi hoài không chịu trả. Mà quan biết không, nhà hắn ta càng ngày càng giàu, tức quá cho nên tiểu nhân mới lên trên đó đòi. Quan đã, nhà ngươi nói tới cái gương soi. Dạ. Mà phải bí mật à? Dạ. Thôi được, cho ngươi lui, nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng đó, nghe chưa? Dạ, dạ đội ơn quan. Đáng lẽ ra ta phải chiếm lấy chiếc rương này từ lâu rồi. Hai ông bà giàu bao nhiêu đó đủ rồi. Giờ phải đến lượt ta chứ. Ông Dương đâu? Quan huyện có lệnh. Cái gì vậy? Bắt công Dương và đồng bọn lập tức xét nhà, ai kháng cự giải về phủ giam. Cái gì vậy? Đưa hắn vô xét nhà. Dạ. Người nói đi. Chính là hắn. Hắn là người cung cấp binh khí cho chúng tôi. Sau khi tạo phản thành công, thủ lĩnh hứa sẽ cất nhắc hắn lên một chức quan to. Nè tên kia, ta với ngươi không hề quen biết, ăn nói cái gì vậy chứ hả? Ta đã nhận 1000 lạng bạc do chính tay ông giao. Ông tự thú đi để được hưởng quan hồng. Ta với hắn không hề quen biết, tại sao ông lại tin lời tên ba dơi này chứ? Muốn biết có ba dơi không, lát nữa sẽ đó. Cái gì kỳ vậy? Dạ bẩm quan đây ạ. Ông hãy trả lời cho tôi biết, tại sao có binh khí trong nhà của ông? Trời đất ơi, cái này là cái gì, ở đâu, ta đâu có biết. Dạ thưa quan, đây là binh khí của bọn phản nghịch, còn đây là cáo thị. Phản nghịch! Lục xét hết tất cả cho ta, không chừa một chó thỉnh nào hết. Dạ. Dậy đi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cho tôi mà. Ông. Quan cho tôi quá. Ông à, trời ơi, lục xét có chuyện gì kỳ vậy trời? Dạ thưa đại nhân, vẫn không tìm được chiếc gương trong nhà hắn à. Các ngươi là một lũ vô dụng. Dạ. Dạ bẩm quan, dạ dạ thưa quan ơi, dạ xin ngài tha mạng. Dạ ngài muốn cái gì dạ tôi cũng xin nghe theo. Cái gương đâu? Dạ thưa ngài, dạ tôi đâu có biết cái gương nào, cái gương gì đâu. Dơ này còn giả ngơ giả ngác hả? Đánh tiếp. Dạ dạ bẩm quan quan cho tôi lắm. Dạ tôi biết rồi. Dạ cái gương tụ bảo đang ở nhà ông đúng không? Dạ đúng. Dạ nhưng mà thưa ngài, dạ thưa bà, nhưng cái gì mà nhưng? Nhà ngươi có giao chiếc rương ra không? Nếu không á thì trẻ tiểu tôi chết đó. Dạ không phải. Dạ mấy bữa trước, dạ thằng gia nhân dạ nó ăn cắp mất cái gương rồi. Tôi đang cho đi kiếm mà chưa được. Dạ đùng cái rồi mấy ngày dạ bắt dạ quạ vô đơn chí dạ quan cho tôi. Nhà ngươi tưởng ta là con nít thì sao? Ngươi đâu? Giam hắn vào ngục tất, chờ ngày đưa linh tinh chịu tội. Dạ, đến đi. Dạ quan cho tôi quan ngày ơi, quan cho tôi quan ngày ơi, quan cho tôi quan. Dạ bẩm quan, bây giờ mình phải làm sao ạ? Ngươi hãy xuống làng chài, phong tỏa các lối ra vào, bắt cho được tên gia nhân nhà họ Dương, chắc chắn
hắn đang giữ chiếc gương tủ bảo. Đi mau. Dạ, tuân lệnh. Ông ơi, tôi nghe ngoài chợ họ đồn rùm chuyện ông Dương á bị quan huyện bắt lên vì cái tội tạo phản, rồi còn chứa chấp binh khí ở trong nhà nữa, cáo thị mạo phạm hoàng thượng nữa chứ. Nghe đâu á quan huyện còn truy lùng kiếm cái chiếc gương gì ở trong nhà ông Dương á, mà nghe nói chiếc gương đó làm cho ổng bị đại họa vậy. Ôi cha, chuyện có thiệt vậy hả bà? Ừ. Nè, ở trong nhà mình cũng có chiếc gương đó nghe. Nếu mà có quan quân của triều đình tới đây mà muốn lấy là lấy đưa liền nghe, chứ đừng có để vô tai họa vô trong nhà nữa. Cái gương của ông cũ xì ai thèm. Đó đó, không nhờ ông đạo sĩ hôm bữa đó, ông giải cái lời nguyền độc địa gì cho tôi hả, là tới giờ là tai bay họa gió nhà mình rồi. Ôi, cái ông đạo sĩ của bà vậy mà bà cũng tin nữa. Được rồi, để tôi coi cái gương của mình coi. Ê bà ơi, bà ơi, bà, cái gương này nó đâu có giống như cái gương mà tôi kéo lưới tôi lụm được đâu. Cái gương của tôi á là nó có khắc bốn cái chữ nhỏ nhỏ đây nè, cái gương này đâu có đâu. Rồi, vậy là cái lão đạo sĩ gì của bà đó, nó tráo cái gương, đổi cái gương rồi. Ông tráo để làm chi? Với lại, ông có biết cái gương có giá trị gì đâu, tráo. Tôi nghi cái chuyện này là do lão Dương làm ra. Thôi tôi nhớ rồi ông ơi. Cái hồi cái ông đạo sĩ chưa tới đây để tráo cái gương á, nhà mình cứ của cải ở đâu mà nó dồn dập tới. Rồi từ khi mà bị tráo cái gương đi rồi, nhà mình lại nghèo trở lại y như cũ. Chẳng lẽ tại cái gương sao? Tôi nghi cái chuyện này là lão Dương rồi. Bởi vì lão là một cái tay mua bán đồ cổ, nghĩa là lão luyện. Có khi giả biết được cái gương của mình nó có giá trị gì đó, cho nên giả mới tìm cách giả tráo đổ vậy. Đó, bây giờ mới gặp cái quan nghiệt như vậy là đúng rồi. Bởi vậy, tham thì thâm mà. Tính toán cho dữ vô, rồi cuối cùng tán gia bại sản, chưa biết sống chết ra làm sao nữa. Thôi, tôi không bàn chuyện nãy với ông nữa. Hôm nay ông có đi đánh cá không? Chứ tôi là đi đào khoai à. Thì bà cứ đi đào khoai đi, tôi cũng đi đánh cá bây giờ. Thì đây có cá rồi. Cá này là trưa nay là nấu cơm ăn là vợ nó khen liền anh nghe. Cái gương sao lại là cái gương? Không lẽ là nó nữa? Sao lại lọt trong lưới của mình? Thôi con cảm ơn. Con không dám nhận cái gương này đâu. Tự nhiên tiền ở đâu nó vô, không biết phước thì không thấy, mà chỉ thấy cái quả không à. Thôi để tụi con ráng làm.
cho nó có tiền vậy mà nó chắc hơn hơn. Thôi, ông Thành Gương à, thôi con cảm ơn ông. Con xin trả ông về cho biển cả nghe. Ông về với biển cả. Có là... Nhỏ này mất vui, nghe không? Mà đi đâu cũng phải có cây phất trần mới được chứ. Cái số của tôi chạy trời cũng không khỏi cái chuyện mà làm ông bụt nha. Đây. Đúng chuyện rồi đó. Cho chú nè, cái này là tổ muối chúa, chú về á để dành trị bệnh tốt lắm đó, nha. Cảm ơn chưa. Dạ dạ. Thôi con để con đi đã. À, anh Năm, anh Năm. Dạ. Đây. Anh á lấy cái này về á sắc thuốc nấu uống tốt lắm đó, trị bệnh tốt lắm nha anh. Cảm ơn anh. Dạ. Sao? Chiều đó hả con? Dạ. Thím sao? Thím sao có chuyện gì mà sao thím lại ngồi đây buồn quá vậy? Thím nói cho con biết đi. Không có chuyện gì đâu con. Thím đừng có giấu con. Không có chuyện gì sao mắt thím đỏ que vậy? Hay là chú Sáu ở nhà có chuyện gì hả thím? Không. Chú Sáu vẫn bị bệnh năm nay nằm đó. Nhưng mà không phải chuyện đó. Thím đừng có giấu con. Mà sao thím Sáu đi đâu á lại cầm cái rổ không vậy? Thím đi mượn lúa nhà ta. Mượn nhà giàu sao khó quá hả? Không cho thím mượn mà người ta còn đuổi thím ra khỏi nhà nữa đó. Thì ra là như vậy. Thím à. Thôi con đừng có nói. Thím biết con muốn nói gì rồi. Con đã nhịn miệng để lo cho nhà thím bao lâu nay, thím chưa có trả ơn. Bây giờ hở ra xin xỏ coi sao được. Thím Sáu à, con là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, con có thể đi làm được. Còn thím, thím phải cán đáng rất là nhiều chuyện, trong khi chú Sáu lại bệnh như vậy. Rồi khi nào chú Sáu khỏe mạnh á, lúc đó muốn trả cho con cái gì cũng được nha. Thôi, thôi thím đi về nha. Thím Sáu. Ở đây có mấy đồng, thím cầm để xoay sở mọi chuyện đi. Cảm ơn. Cầu trời phật phù hộ cho con. Người nhân từ như con khó tìm được. Ưng nhân đó. Đi. Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, ông sao không?
ơi, ở đây con có một ít cơm nấm nè, ông ăn đi cho khỏe nha ông. Đói quá, giờ ăn mấy cơm cho tôi cũng hơi khỏe khỏe rồi. Ừ. Nhà ông ở đâu vậy ông? Ông gắng ăn một chút nữa đi, rồi con đưa ông về nhà nha. Tôi rất cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá. Ông cứ giữ để dành ăn đi. Ông nếu ông không đi được á, để con cõng ông về nhà, nha ông. Kỳ lạ, sao giữa rừng lại có tiếng sáo thổi? Kêu, con đã tới rồi đó hả? Thì ra ông là người thổi sáo, nhưng mà tại sao ông lại biết tên của con? Sao lại không biết? Nè, con nhìn thử coi ta là ai đây. Con nhớ rồi, ông là ông lão ăn mày hôm bữa con gặp, mà con cho cơm ông ăn đó, đúng không? Vậy chứ sao? Nhưng mà sao hôm nay á, ông mặc đồ kỳ lạ quá, con nhận không có ra. Ông là thần tiên mà, ông có thể biến hóa thành người này người khác trước mắt con và trước mắt mọi người được. Ông là thần tiên? Ừ. Ông ơi, con có mắt không trộm. Ông ơi, ông tha cho con. Con đứng lên bình tĩnh nha, vì ta thấy con là người nhân từ, con đã giúp ông, thành ra hôm nay ông đón con ở đây, ông sẽ cho con một món quà quý lắm đó Triều à. Dạ, con giúp người khác cũng chỉ là điều bình thường thôi mà ông. Con đứng lên đi, ta là ông Bông, ta sẽ cho con một món quà này, ở trên thiên hạ này chưa từng có. Đây, chăm chú nhìn nha, Triều. Đây. Có gì đâu ông? Quên lộn. Bên đây chứ. Đây nè. Thấy chưa? Đây là cái gì vậy ông? Cái áo. Áo à? Con có áo rồi mà ông. Cái áo của con là áo bình thường. Đòn, đây là cái áo thần. Áo thần này sẽ giúp con nhiều việc đó. Con bận vô một cái là con sẽ, người ta sẽ không thấy con ở đâu hết. Đây là cái áo tàng hình đó Triều ơi. Để con thử nha ông. Con thử đây. Phim. Còn cái chân. Còn cái chân. Làm lại nha Triều. Một. Tàng hình. Còn cái đầu ra. Làm lại. Phim. Đúng là áo tàng hình thiệt ông. Đúng ơi chưa? Cái áo này hay quá. Nó sẽ giúp con nhiều việc chứ. Bây giờ con vui chưa nào? Dạ con cảm ơn ông nhiều lắm. Rồi bây giờ ông đi nha. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Đại ca nói rồi, trễ một chút xíu là chết liền. Ôi ơi. Mà mày công nhận không? Mày công nhận đại ca mày hay không? Em phải công nhận là anh để đại ca thiệt luôn á.
Đại ca cái chừng nhìn ở ngoài cái tay nải thôi, đại ca biết người nào là người giàu có. Tao nhìn là tao biết trong này vàng không, ở trong này nặng lắm đó. Thôi rồi. Trời ơi đại ca ơi, em thán phục đại ca vô cùng. Chỉ cần nhìn qua tay nải đại ca biết trong này rất là nhiều vàng. Nhưng mà mày thấy đại ca mày hay gỗ cái nào, không bao giờ cướp của thanh niên. Đúng rồi. Trời ơi, đại ca rất là thông minh. Đại ca rất là sắc sảo. Đại ca rất là tinh tế. Đúng. Bởi vì cho nên đại ca toàn là cướp của phụ nữ không à. Nó không có dí theo mình được mà nó đánh mình cũng không lợi nữa. Đúng rồi. Trời ơi, nặng quá đại ca. Trời ơi, tao cảm giác như trong này nó quá trời đi. Rồi để anh em mình sẽ vào. Đúng rồi, khui hàng đi anh em. Khui hàng ra, coi cái gì trong đây. Khui hàng ra, coi cái gì trong đây. Đại ca, cái bà này bà kỹ ghê luôn á. Bà biết là vàng á, quý á, bà sợ người ta thấy, bà không để hết. Bà lấy ba áo rồi, bà lấy khăn đồ á, quấn lại. Trời ơi, bà này chắc nhiều lắm, nên bà quấn kỹ vậy nè. Là sao vậy? Ai biết là sao? Không có gì hết trơn là sao? Trời ơi, bởi vì tôi nói thiệt ông, tôi tức ông lâu lắm rồi đó. Ông á, tôi nói mắt ông là mắt hí. Mắt mà mập quá, mở che mắt đi nè. Nhìn cái tay nải toàn là quần áo với khăn đồ không mà nói là có vàng cái chồng. Đó bây giờ đó, đó giấc mơ gì đó, đây nó làm gì làm đi, đó quyên đóng đi nè, làm được gì. Với tôi nói tôi hối hận tôi theo ông. Không làm ăn được gì hết trơn đó. Cổng thấy mồ luôn vậy, chạy quá là chạy luôn, đuổi tao giờ không có gì hết. Mày hay quá. Mày cũng nhìn vậy, tao cũng nhìn, mày cũng nhìn. Rồi lúc mà ngon thì hai đứa hưởng chung. Còn lúc không ngon mày chửi anh em mày vậy đó hả? Anh đánh gì? Ông nhỏ tôi 10 tuổi mà giờ anh gì? Ông mới kêu ngược tôi anh đó. Còn lâu. Mà tôi có đi. Không có đem đi làm với ông nữa. Làm ăn ông lùng nằm cái lỗ trơn á. Ông ngon kiếm người khác đi, tôi không có làm với ông nữa. Mày đi đi. Mày ngon mày đi đi. Ông khỏi thách. Tôi đi để coi thử cái ông có kiếm được thằng nào dò dài chạy nhanh với tôi không? Tao thách mày luôn! Mày đi đi! Mày tưởng trên thế gian này có mình mày là dò dài hả? Mày đi đi! Tao kiếm 10 thằng dò dài như mày! Mày là em muốn tao thôi! Mà mày chửi tao còn hơn là ông nội tao nữa! Mày đi đi! Trời ơi! Không được kia là tao lấy này tao bán! Trời ơi! Giải dốc không ngon lành luôn! Cái này bán cũng được! Thôi đừng có khiều mày ơi! Khiều dai làm gì? Mày ngon mày đi! Mày đừng có quay lại! Trời ơi, kêu với tao nó đi nha. Tao giận lên là không có anh em gì hết á. Đi đi, đừng có kêu với. Tao nói thiệt với mày. Trời ơi. Trời ơi. Sao có cái đầu không vậy? Không có tay chân gì hết vậy? Trời ơi. Người hay là ma? Đi. Ra ra, ra ra. Ra phòng sợ giờ đâu? Tao sợ. Tao ra! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà! Trường! Đừng giết tôi! Ba người ta! Đừng giết tôi! Anh hai! Em xin lỗi anh hai đi nha! Cho em làm gì cái anh hai là đi! Em bỏ anh hai không biết theo ai hết trơn á! Anh hai ơi! Trời ơi! Trời ơi! Đừng giết tôi mà! Mày nè, tôi nhìn thấy hai ông á cũng to cao khỏe mạnh, tại sao không đi làm việc lương thiện mà lại đi cướp của người ta? Nếu tôi có việc lương thiện, tôi đi làm đi cướp làm gì? Hỏi lại nhanh nè. Thôi im đi. Bây giờ tôi hỏi hai ông nè, cái người mà bị hai ông cướp đó bây giờ đang ở đâu? Không biết. Tôi cướp tiền cướp bạc chứ không có cướp người. Ông kia, ông có biết không? Hỏi mày cơ mày. Hỏi em hả? Ừ. Hỏi em làm ơn ra trước mặt hỏi em trả lời. Tự em trả lời trong không vậy, người ta tưởng em nói chuyện với ma. Qua bên đó đi, nó trả lời. Muốn hỏi gì hỏi. Không biết hả?
nãy cướp của đâu, cướp người đâu, sao biết đã đâu. Vậy chứ hai người cướp ở đâu? Ở chợ chứ đâu. Nè, mà tôi hỏi thiệt, tại sao hai người không kiếm việc lương thiện mà làm, lại đi ăn cướp của người ta? Cái đó hả? Hỏi ý đại ca tôi nè. Qua đây rồi tôi mới trả lời. Rồi ông nói đi. Hỏi lại đi, tôi quên rồi. Tại sao ông không kiếm việc lương thiện mà làm, lại đi cướp của người ta? Ông có biết đi cướp của người ta như vậy á, người ta khổ lắm không? Có ai mướn đâu mà đi làm. Ai muốn đi làm ăn cướp? Bần cùng mới sanh đạo tặc. Không có tiền, không có bạc, mấy mặt này đi lợi xin gì làm, ai nhận? Đúng rồi. Tôi khổ, tôi mới làm gì? Cho tiền nó, cho tiền nữa. Nè, bây giờ tôi cho ông hai ông á, hai đồng, làm vốn để làm ăn. Không được đi ăn cướp của người ta nữa, nghe chưa? Ông mà cướp như người ta như vậy á, rồi lỡ như người ta mất của người ta, xảy ra chuyện gì thì sao? Rồi có cho không? Nhá hoài à. Khoan. Hả? Mình đi ăn cướp đâu phải ăn bài đâu, tự nhận tiền ta cho. Ừ, tôi ăn cướp chứ không phải ăn mày. Không có nhận tiền cho gì đâu. Mình phải có sĩ diện chứ. Chứ cho gì nhục lắm đúng không? Đúng rồi. Đưa đây. Bây giờ có lấy. Lấy không lấy? Ờ, mày ngu quá. Mày sĩ diện gì hả? Không lấy đổi thêm mụ nội đó con. Ủa mà ông cho nhiêu vậy? Cái này cho mình tôi hay cho hai thằng? Tôi cho cả hai người đó. Ủa vậy hả? Lấy dạ. Vốn mà làm ăn. Nghe chưa? Cho hai người nghe không? Lát chi á. Biết rồi. Mà rồi cho như gì cũng đâu có đi làm ăn được. Sao không làm ăn được? Không mở chối sao đi làm ăn? Ừ. Quên. Đẹp trai mà thấy mấy cái này mà suy nghĩ không ra, mày thấy không? Chối người ta rồi kêu người ta đi làm ăn. Nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi. Cán sĩ mà ác chứ vậy. Ây da. Muốn chết luôn à. Chối người ta, chối nhẹ nhẹ thôi. Thì bởi vậy. Chối người ta mà chối gì đó. Đại ca. Hai ông đi được rồi đó. Dạ. Đại ca, đại ca. À, để tao mang. Nó nói vậy cuối cùng ổng là người hay là ma vậy đó cá? Thì mày nhìn có người hay ma? Giỡn nữa hả? Không phải ông Kiều, không phải người hay ma. Mày Kiều cái đi. Mày Kiều cái đi. Người, người, người à. Người chứ không phải ma. Mình người, có tiền chia đấy cá. Người, chia cho mày nè.
tên này thật là hỗn láo. Ngay cả cấm cung của trẫm mà hắn muốn vô thì vô, mà ra thì ra, giống như là chỗ không người. Ta không cần biết hắn là ai, ba đầu sáu tay, hai người hãy bắt hắn về đây cho ta. Muôn tâu, cái tên này hành tung thật là lạ kỳ. Cho dù thần thông quảng đại như vậy mà không bao giờ đi cướp của người nghèo, chỉ toàn lấy của giàu giúp người nghèo, thật là khó hiểu. Hỗn láo. Ý người nói ta không lo cho dân chứ gì, để hắn độn nhập vào kho lương lấy gạo phát cho dân à? Thần không dám. Xin bệ hạ bớt giận. Ý chúng thần muốn nói, hành tung của hắn rất bí hiểm, không hiểu sao chúng thần canh rất kỹ mật, con ruồi cũng không qua được, vậy mà hắn lọt qua rất dễ dàng. Ta không cần biết hắn là ai, hai người nghe lệnh của ta, bắt hắn về đây cho ta. Nếu không, sau này hắn lấy đầu tất cả chúng ta đó. Xin tuân lệnh. Thần xin có ý này, tâu bệ hạ. Tên trộm này có thể không phải là người bình thường, mà có thể là... thần tiên hay ma quỷ gì chăng? Đại loại là như vậy. Do đó, thần có ý này, xin thưa cùng bệ hạ, mai ra chúng ta mới bắt giữ được hắn. Đó là ta phải dùng cửa cải lương thực để nhử hắn. Hãy thấy chỗ nào dơi đi thì chắc chắn hắn đang xuất hiện ở chỗ đó. Chúng ta cần phải chuẩn bị các thứ này để đón tiếp hắn. Ta hỏi là đây là cuối, ngươi có chịu cung khai độc bọn của ngươi không? Còn những tên nào đang trốn bên ngoài, các ngươi cướp của với mục đích gì? Thưa bệ hạ, tôi đã nói ngay từ đầu, tôi làm chuyện này không ngoài mục đích là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, để cho dân mình bớt khổ. Và tôi làm chuyện này cũng chỉ một mình. Láo! Một mình nhà ngươi thì làm sao đụng nhập vào cung cấm của ta? Nếu ngươi không khai, ta sẽ chém đầu làm gương. Tôi đã hoàn thành một phần tâm nguyện của mình. Bây giờ có chết, tôi cũng không ân hận, thưa hoàng thượng. Tên này thật là ngang bướng. Tâu bệ hạ, hãy ra lệnh xử trảm hắn để làm gương cho bọn phản loạn. Cấp báo, cấp báo! Có chuyện gì? Quân tâu bệ hạ, quân địch đang lâm le xâm lược bờ cõi của chúng ta. Chúng đang đóng quân ngoài biên ải. Chỉ trong nay mai chúng sẽ chạy tới đây ạ. Đúng là nạn binh đao khó tránh rồi. Giờ chỉ còn một cách là gấp gáp huy động quân để sẵn sàng ứng chiến. Tâu bệ hạ, truyền lệnh tuyển binh ngay. Được, truyền lệnh tuyển binh. Dạ. Thưa bệ hạ, thần có thể lập công để chuộc tội hay không? Ngươi nói gì? Tôi có thể khiến cho hàng ngũ binh lính tự rối loạn rồi rã đám. Quân chúng ta không cần phải xuất binh, tránh đổ máu vô ích. Ngươi dám đảm nhận điều đó à? Thần sẽ cố gắng hết sức, còn hơn là để binh lính hai bên giao tranh. Nhưng bằng cách nào? Một mình ngươi, nếu không được thì sao chứ? Thần có cách của mình. Xin hãy gửi thần ra biên cương. Thần sẽ trà trộn vào doanh trại của kẻ thù, ăn cắp bản đồ chiến thuật. Rồi cho một ngày, chắc chắn là sẽ có kết quả. Nếu như thật có chết, thì đó cũng là để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra. Thôi được, ta chuẩn tấu. Hãy mở trói cho hắn. Và ngươi hãy dùng cái tài của mình để mà cứu nước. Thần có một thỉnh cầu. Ngươi cứ nói. Xin hãy trả lại cho thần cái áo choàng. Cái áo choàng đó hiện tại đang nằm trong kho bạc của nhà vua. Được, ta chuẩn tấu.
lĩnh đâu, giữ văn đồ cho ta. Kìa kìa, nó kìa. Chụp lại, nhanh lên. Chụp lại, chụp lại, chụp lại. Kiều mặc áo tàng hình, đi vào đại bản doanh của giặc một cách dễ dàng. Chàng bắt sống từng tên tướng giặc, khiến đám quân lính như rắn mất đầu. Mặt khác, các kho quân nhu vũ khí của giặc cũng bị Kiều phá hoại, đốt cháy. Còn quân hoang mang sợ hãi, lại thêm đói khát nơi biên cương, nên chúng mất tinh thần. Tính là có người nhà trời cũng giúp vua nước Nam. Và thế là bọn giặc nhốn nháo sợ hãi, rút quân. Bên ta bất chiến tự nhiên thành. Kiều trở thành người hùng, ca khúc khải hoàn trở về. Kiếm con. Mày làm lố quá à. Nè, nghe bà hỏi nè. Dạ, nghe nè bà hỏi đi. Thì mày phải nghe người ta hỏi cái gì mày, thì mày mới biết người ta hỏi cái gì. Hiểu không con? Thì con nghe con mới hiểu. Nè, bây giờ nè, bà mới hỏi con nè. Có phải á, là con ở cùng làng với lại thằng ngốc con của ông bà ngớt đúng không? Dạ đúng rồi, không những cùng làng mà còn cùng xóm. Mà nhà thằng ngốc kế bên nhà con nữa đó. Vậy thì con có biết tại làm sao mà thiên hạ người ta gọi nó là thằng ngốc không? Trời ơi, chuyện gì? Chuyện đó dễ ẹc à. Tại vì nó ngốc y chang như là cha nó, ông ngớt vậy đó. Nên người trong làng á gọi nó là ngốc. Mà ngốc có nghĩa là ngu ngốc. Bà hiểu không? Hiểu không? Ông hiểu không? Hiểu. Ủa số. Ừ, dạ. Ý là mày nói tao ngu không hiểu chứ gì? Dạ có đâu. Tại con lỡ miệng thôi mà. Thôi bà đừng có hỏi nữa. Để tôi hỏi cho nó lẹ. Nè, sao mày đã biết bé lớn thương thằng ngốc mà thằng ngốc có thương bé lớn hay không? Tụi nó có hẹn hò với nhau hay không? Mà tụi nó đã hẹn hò ở đâu? Vào cái giấc nào trong ngày mày nói cho ông bà nghe coi. Trời ơi, cái chuyện đó hả, ly kỳ hấp dẫn lắm. Con theo rình mỗi ngày nè. Cái chỗ đó rất là thơ mộng, lãng mạn. Và đặc biệt nha, cực kỳ giác dẻ. Là chỗ nào vậy con? Chỗ mấy đứa nết ở chuồng tắm á. Trời đất ơi, mày nói có trúng không mày? Hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn ở mấy cái chỗ mà con nít ở chuồng nó tắm là sao? Chỗ đó mới là thơ mộng á. Mà con nói thiệt nha, thằng ngốc á, nó cũng ngốc y chang như con vậy đó. Nên ông bà đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ông bà hiểu không? Hiểu không? Bà hiểu không? Ông hiểu. Con biết con lỡ miệng rồi. Thôi con đi phơi lúa nha. Con đi nha. Ê khoan đi. Cúi xuống. Con bị dính hả? Cái mặt dở miệng này con. Đi mày. Trời đất ơi, không biết thằng này nó có nói thiệt hay không. Nói chuyện khó hiểu mà khó tin quá. Khó tin cái gì? Thì bây giờ nó đã nói là nó ở kế bên nhà thằng ngốc. Nó đã nói vậy thì ông cứ tin như vậy đi. Thắc mắc làm cái gì? Hiểu không? Lên đây một chút. Nó qua trái một chút. Qua phải. Mà về cục đá rồi mới đi qua. Tại
nó ngốc mà. Chưa chắc đâu. Nếu ngốc, tại sao cô bé lớn lại thương chú ngốc? Hai người sắp làm đám cưới rồi đó biết không? Hay là tụi mình thử lần nữa coi. Chú ơi chú, trời nóng mà ra bờ sông tắm với tụi con cho mát nha. Lại đây. Chú nói cho mình con nghe thôi nha. Dạ. Đừng nói cho ai biết nha. Cũng đừng có nói cho mấy đứa đó biết nha. Nha. Hôm nay á, chú có hẹn với cô bé lớn rồi, không có đi tắm sông được. Có hẹn với cô bé lớn. Chú Ngốc ơi, vậy cô bé lớn có biết lội không? Cô bé lớn hả? Cô bé lớn lội giỏi lắm á. Biết lội. Còn chú có biết lội không? Đừng nói cho tụi nó nghe nha, mắc cỡ lắm á. Chú không có biết lội. Không biết lội. Chú ơi, mà chú nói chú thương cô bé lớn lắm mà. Rủi cô bé lớn té xuống sông, chú không biết rồi, làm sao mà chú cứu cô bé lớn được. Đúng rồi đó. Nè, tụi con mới bắt mấy con chuồn chuồn. Chú đi với tụi con ra bờ sông, cho chuồn chuồn nó cắn cái rúng của chú là chú biết lội liền à. Chuồn chuồn cắn rúng biết lội thiệt hả? Chuồn chuồn cắn rúng miết lội thiệt hả? Dạ. Vậy thì chú cho cắn liền. Chú chuẩn bị chưa? Chú chuẩn bị rồi. Mà cho chuồn chuồn cắn là biết bơi thiệt hả? Dạ, con nghe người ta nói như vậy á. Mà có đau không vậy? Dạ không, chỉ nhột nhột chút thôi. Cắn đi, cho nó cắn đi. Vậy là chú biết bơi rồi đó. Ủa, thiệt hả? Có vậy thôi là chú biết bơi rồi đó hả? Dạ. Vậy, chú nhảy xuống đi. Ngốc không biết lội á, lỡ bé lớn té xuống sông á, ngốc không có cứu được bé lớn. Tụi nhỏ nó còn nói á, cho con chuồn chuồn cắn cái rúng là biết lội liền à. Ngốc thương bé lớn mới chịu cho con chuồn chuồn cắn đừng cứu bé lớn nè. Trời ơi là trời, mà tôi có té xuống dưới sông hồi nào đâu trời. Chuyện vậy mà cũng làm nữa. Mấy đứa nhỏ nó chọc, nó giỡn chơi vậy mà cũng làm nữa hả? Rồi nó kêu chuồn chuồn cắn rúng cũng cho cắn luôn. Rồi nó kêu nhảy xuống sông cũng cho nhảy luôn. Ai mà biết, tưởng cho chuồn chuồn cắn rúng là biết lội liền, ai giờ nhảy xuống sông uống nước thấy bà luôn à. Ngốc phải biết lội. Nhưng chừng nào á, bé lớn té xuống sông ngốc mới cứu bé lớn được chứ. Ngốc thương bé lớn lắm mà. Bé lớn cũng thương anh Ngốc nữa, thương lắm lắm luôn á. Nhưng mà anh Ngốc á, mình mốt Ngốc phải khôn ra nghe không? Làm sao khôn được? Thì cái gì mình không biết á thì mình hỏi. Mà em nói thiệt nha, làm như em thấy là không phải là anh Ngốc ngốc đâu, mà là tại vì anh Ngốc thiệt thà quá. Chắc vậy quá à. Ngốc thiệt thà lắm. Thank you.
quay mặt qua đây tôi biểu coi. Từ rày về sau là không được giỡn với chú ngốc như vậy nữa nghe không? Dạ. Con nít là phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời người lớn, nghe không? Dạ. Con xin lỗi cô chú. Từ ngày này nữa sau con không dám làm nữa. Giỏi. Bây giờ đi chơi đi. Nhanh. Ba Lân, đỡ ngốc dậy đi. Ba Lân, Ba Lân, đỡ ngốc dậy đi. Ba Lân. À, chuyện hôn sự của đôi trẻ thì đợi vợ chồng tụi tôi lựa được ngày lành tháng tốt rồi sẽ qua báo anh chị biết sau nha. Dạ, xin cứu anh chị. Dạ, xin cứu à. Dạ, vợ chồng tôi xin phép anh chị, vợ chồng tôi về. Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ, dạ, dạ. Lên. Bộ vui lắm hay sao mà cười? Vui. Bận đồ gì đâu mà không thấy tay vậy đâu. Cái gớm. Giận cá kém thớt. Sao con nhỏ đó nó cứ khăng khăng đòi lấy cái thằng quỷ đó, tôi mới tức chứ. Tôi đành phải ngậm bồ hòn, gật đầu mà đồng ý. Ông à, tụi nó quen nhau á cũng được 3-4 năm rồi, mà tụi nó hẹn hò nhau á ở chỗ cái bờ sông vắng hoe, không có bóng người qua lại. Bây giờ con mình không chịu thằng ngốc thì chịu ai bây giờ? Tôi nói rồi đó nha, con gái của bà có số lấy chồng thằng ngốc là tại nó, chứ đừng có đổ thừa tôi à nghe. Sao mà khó tính quá à. Bây giờ con của mình đã lớn rồi, phải cho lấy chồng, chẳng lẽ để nó ở giá hả? Với lại á, ông phải nên vui đi. Tôi thấy thằng ngốc á, nó đâu có ngốc đâu ông, mà nó thiệt thà chất phác. Trời ơi, con gái mình lấy được nó là mình cũng mừng rồi. Tôi với ông bây giờ đã già cả rồi, sống nay chết mai. Biết đâu bây giờ ông đang nói chuyện tôi nè, lát ông đứng dậy em giải đành đạch ông chết thì sao? Ý tôi nói là mình sống chết mình không có ngờ được. Bây giờ mình thấy con gái mình thành thân vậy rồi, mình phải vui chứ ông. Vui vui cái con khỉ. Bà biết một mà không biết 11. Ở làng của mình đây nè, có ông thầy quá, ông vừa giàu sang, thông minh, chữ nghĩa đầy bụng. Tại sao con gái mình không ưng cái ông khóa đó? Mà trong cái ông khóa lại ưng con gái mình á. Thiệt, mỗi lần mà nghĩ tới thầy quá tôi tiếc đức luôn. Buồn ơi là buồn. Ông à, ông đã nhận lễ trầu ca của cha mẹ của thằng ngốc rồi. Bây giờ ông cứ thẳng một đường mà đi đi. Ngó nghiêng ngó lui làm gì vậy? Đúng không? Hello. Dạ. Con sao vậy? Nãy giờ mẹ cằn nhằn con mà con không trả lời, mà cứ thẫn thờ như vậy, có chuyện gì không? Con mệt quá, sao con trả lời mẹ nổi. Sao mệt? Nói mẹ nghe coi. Thì ở bên nhà bển á, cái gì chồng con cũng không biết hết trơn á. Cái gì con cũng phải nói, cái gì con cũng la. Con la riết mà giờ con đâu còn sức đâu con nói cho mẹ nghe. Thì cũng tại con. Trước đây á, con có 1-2 đòi lấy thằng ngốc. Bây giờ con than thở vậy, phải ráng chịu thôi. Thì con đồng ý là con đòi lấy anh ngốc thiệt, nhưng con đâu có nghĩ là anh ngốc tới nước như vậy đâu. Cái gì anh cũng hỏi con riết con cũng khùng luôn á. Ủa, sao giờ mẹ mới nghe con nói? Lúc trước ở bên nó cầm chập mà. Mẹ biết sao không? Lúc trước á, cha mẹ anh còn sống thì anh còn hỏi được người này hỏi được người nọ. Còn bây giờ còn có một mình con hả, cho nên cái gì anh cũng hỏi con hết. Mẹ nghĩ vậy á là con có phước đó. Bởi vì sao? Bởi vì á, con đã lấy được thằng chồng thiệt thà chất phác. Con nói sao á, nó cũng nghe theo con. Mà con muốn làm gì á, cũng tùy ý con. Như vậy sướng quá rồi, chẳng bù với mẹ. Đó con thấy ông cha của con khôn quá à. Mẹ nói cái gì á, cũng cãi lời mẹ. Mẹ nghĩ mẹ mới là người khổ, còn con là người sướng đó. Không dám rồi mẹ ơi. Con là con muốn lấy chồng chứ con có muốn lấy vợ đâu. Riết rồi con thấy con giống như là làm chồng vậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Hơ. Cái con này thiệt tình. Có phước mà không biết hưởng.
Dạ con chào bác. À, dạ chào thầy khóa. Dạ. Thầy tìm nhà tôi hả? Dạ nhà tôi đi ra ngoài chưa có về. Dạ à, dạ thưa bác, con có một cây sâm nhiều năm muốn gửi biếu cho bác trai để bác trai bồi bổ sức khỏe. Dạ. Dạ con cũng có vài sắp tơ lụa thượng hạng để gửi biếu cho bác gái. Trời ơi thầy à, thầy làm vợ chồng tôi thiệt là ngại quá. Con gái nhà tôi á đã lấy chồng mấy năm nay rồi mà thầy vẫn lui tới nhà này rồi biếu xén quà cáp toàn là những thứ quý giá không à. Thiệt vợ chồng tôi hết sức là ngại gì đó. Dạ thưa bác gái, đó là tấm lòng của con đối với hai bác, còn tình cảm của con với bé lớn á thì không bao giờ thay đổi. Dạ xin bác đừng có áy náy mà con mang tội, bác cứ coi con như là con cháu trong nhà đi ạ. À, nhà tôi về. Chà, chàng rể Hụt tới thăm ông già vợ Hụt đây mà. Dạ con chào bác. Ừ thôi nhân dịp này con ở lại đặng hai cha con Hụt của mình uống rượu bữa nha. Dạ cha đã nói thì phận làm con không dám cãi à. Dạ ngồi đi con. Dạ dạ con mời. Anh Ngọc, tôi có một cái chuyện này tôi muốn nói với anh. Từ nào tới giờ tôi ở trong cái nhà này á, tôi cũng làm vừa lòng cha mẹ, không làm phật ý ai hết. Nay cha mẹ mất rồi thì thôi anh cho phép tôi nói thẳng nghe. Nếu như mà anh mà cứ ngốc vậy hoài á thì thôi anh cho phép tôi được đi về nhà bên cha mẹ ruột của tôi ở nghe anh ngốc. Vậy cũng được. Tôi nói cho anh biết luôn nè, tôi có một người khác bây giờ đòi cưới tôi nè, anh thấy làm sao? Vậy cũng im trời. Trời ơi là trời. Ngọc ơi tôi đi lấy chồng khác mà anh cũng chịu nữa hả? Chứ tôi biết làm sao bây giờ. Bây giờ như vậy, bây giờ tôi hỏi một cái chuyện cũ nè. Hồi lúc trước á, mấy đứa con nít có một lần nó thấy anh đi từ đằng xa rồi nó mới muốn chọc anh, nó lấy cục đá nó để ở giữa đường vậy nè. Tại sao anh đi tới anh thấy cục đá, anh mở cái chân anh bước qua cái cục đá mà anh cầm cục đá anh bỏ vô lề đường, tại sao vậy? Thì ngốc đem cục đá vô đường lỡ người ta dấp té rồi sao? Làm người làm vậy coi sao được. Trời ơi có cái gì đâu mà coi không được, người ta dấp té thì hay kệ người ta, đâu có liên quan gì tới mình. Trời ơi, ngốc ơi là ngốc ơi, làm sao mà anh ngốc dữ vậy? Sao mà tôi có thể ở được với một người chồng như vậy á trời? Bây giờ vậy, tôi nói rồi nghe, anh mà cứ vậy hoài á là tôi đi về nhà cha mẹ ruột tôi ở á, mà lỡ như tôi có lấy chồng khác thì anh cũng đừng buồn tôi nghe. Vậy cũng im trời. Trời ơi! Vậy cũng chịu được nữa hả? Trời, không nói chuyện với anh nữa, tôi đi liền. Hết sức rồi. Ngốc ơi, Ngốc ơi, mày cho bà hỏi coi, vợ mày đi đâu vậy Ngốc? Nó nói còn ngốc quá, nó về nhà cha mẹ ruột nó luôn rồi. Trời ơi, con ngốc thiệt á. Con mà để con bé lớn á về bên nhà của ông Côn á, rồi ổng to nhỏ, rồi ổng làm đám cưới với thầy khóa cho mà coi. Thầy khóa hả, ổng giàu có mà học giỏi, chữ nghĩa của ổng á hả, một bụng đó. Mà ông thầy khóa hả, ổng thương con bé lớn á lâu rồi, mà ông Côn á thì ổng lại tham tiền, thế nào ổng cũng nói vô á cho con bé lớn á ưng ông thầy khóa, ổng mới vừa lòng đó. Kệ bé lớn đi, nó tham tiền thì cho nó theo thầy khóa luôn đi. Ê trời ơi là trời, sao mày ngốc quá vậy? Vợ mày á thì cưới chồng khác á mà mày á hả kệ hả, nó mà đi á hả là mày mất vợ luôn á. Mất vợ là đi luôn không về hả bà? Chứ còn gì nữa. Con không chịu mất vợ luôn đâu. Bây giờ con làm sao hả bà? Bây giờ con ngốc, con đi ra ngoài đường đi. Người ta nói á, đi ra một ngày đàn thì học một sàng côn. Nếu như con còn thương vợ con á thì con mau đi học côn để mà chạy đi cứu vợ con đi ngốc. Thập kho, lo cũng chết.
thò thập thò lo cũng chết. Thập thò lo cũng chết. Hay. Thập thò lo cũng chết. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. 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 Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thập thò, lo cũng chết. Hay quá. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Đại mộc lưu gian bất hà hổ. Đại mộc lưu gian bất hà cố. Hay. Thôi, cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mình về. Đừng quan sớm. Cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Thay mặt cho gia đình cảm ơn tất cả bà con cô bác đã tới đây dự buổi tiệc cưới của con gái lần thứ hai. Dạ không phải, dạ lần một. Dạ phải lần đầu. Dạ mời con. Dạ con mời mấy bác. Dạ chúng tôi nâng ly. Dạ nâng ly. Dạ dạ xin mời, xin mời, xin mời, xin mời mình nâng đũa. Dạ cảm ơn con rể. Ông bà ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỗ người ta ăn mày làm gì vậy? Nhìn ra ngoài sân kìa. Nó tới đây làm chi vậy trời? Kệt. Vô miệng. Dạ. Cúi đầu xuống. Dạ. Ngu. Mày kêu nó vô làm gì? Hả? Đi vô làm việc. Đi. Dạ. Thập thò. Lo cũng chết. Cái gì cười? Đúng là cặt ngàn nó cặt gốc. Hôm nay á, vợ của nó đi lấy chồng khác. Gì mà nó cũng vác cái mặt tới đây để mà hả? Mà thấy nó không biết nhục nhã là cái gì. Đúng đâu, đã vậy á, nó còn nói nhảm nữa. Ông nhìn kìa, đó, bà con đó đang sầm sì bàn tán gia đình mình kìa. Họ nó lép, bên này nè, cái bảo vàng á, bà đang nó lén mình đó. Vậy giờ phải làm sao? Bây giờ mình mời thằng Ngốc vô ăn tiệc luôn đi. Phải làm vậy đó, như là tỏ ra vợ chồng mình rất là lịch sự, chứ không thể nào để nó đứng ngoài được. Đi, cứ vô đi. Kênh. Dạ. Mời bà con. Dạ. Dạ, chú con. Mày đi ra mời thằng Ngốc vô đây. Ăn. Mời vô đây hả ông bà? Con sắp cho ngồi ngay giữa ông bà được không? Cúi đầu xuống. Ui dạ. Ngủ. Ra biểu đó. Vô đi. Rồi á, mày nhét nó vô trong cái kia kìa. Ngồi chung với cái đám gia nhân. Mày làm sao đừng có để nó ngâm thơ, đừng có nói chuyện gì hết là được rồi. Dạ con hiểu rồi. Đi. Dạ. Xin mời bà con. Ngốc. Mày đói bụng lắm đúng không?
Đồ vô đây đi, tao cho mày ăn thoải mái luôn. Bữa nay đồ ăn quá trời luôn á. Đi vô đây. Vô đây nè, vô đây. Đi. Tông ở đây hả? Muốn ăn thoải mái đi nha. Bà con mình nâng ly nha. Dạ, xin mời, xin mời. Xin mời. Rớt rượu con để. Thượng Điền, Tích Thủy, Hạ Điền, Khang. Nói gì nói vậy? Gì nói gì Rễ Hiền? Nó nói chuyện kiểu như vậy thì nó đâu có ngốc đâu cha. Nó ngốc mà con. Mẹ với cha không nghe nó nói cái gì sao? Ý nó nói cái gì con dịch lại cho cha nghe coi. Nó nói là Thượng Điền, Tích Thủy, Hạ Điền, Khang. Là sao? Vậy? Có nghĩa là mâm trên của mình có rượu, mâm dưới của nó không có rượu. Có nghĩa là nó chửi xéo mình, nó nói cha không biết lễ nghĩa đó cha. Mầm gia nhân không có rượu. Chết cha rồi em. Đâu có, còn ngồi đây mà. Không phải cha em, mà là anh. Anh đang cưới vợ của nó. Có nghĩa là anh đang lấy vợ của nó. Là anh đã sai rồi. Đó mà kiện lên quan một cái là chết cha anh. Thôi em ở lại vui vẻ nghe, để, anh dọn trước nha. Để đi đâu vậy? Tiệc đang vui mà con bỏ đi đâu vậy? Cha ơi cha, thằng này nó không có khờ đâu cha. Nó khôn ngầm đó cha ơi, nó chửi con. Yên tâm đi, thằng đó nó ngốc lắm. Không có ngốc đâu cha, nó kiện lên quan là chết con. Thôi con chạy trước. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Trời ơi cha ơi, nó còn như là câu nữa rồi kìa cha. Nó là cái gì nữa, con dịch ra coi. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Nó nói con bây giờ mà không chạy là chết với nó. Không có cơ hội để chạy nữa đâu. Thôi con giọt trước nha. Đại mộc ơi còn sao đi cha, hả cha? Mẹ cái gì chết tới nơi rồi nè. Nó giả bộ ngốc nghếch thôi, chứ thật ra là nó đang bày mưu sâu kế độc gì đó. Biết đâu nó hại vợ chồng mình, nó hại gia đình mình ở tù bỏ công thì sao? Vậy bây giờ làm sao? Làm sao tôi biết tới làm sao đây? Cơm rượu nó sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Để có chuyện gì á thì mình đóng cửa bảo nhau lên quan chi cho nó. Nè, cô bé lớn ơi. Cái cậu ngốc á, cậu không có ngốc đâu. Cậu á khôn á, và cậu nhiều chủ nghĩa lắm. Cậu á giả là bộ ngốc đó, cưỡi mà thử lòng cô đó thôi. Nếu như mà cô còn thương chồng á. Nè, ông bà ơi. Dạ. Hai ông bà xe duyên lại cho đôi trẻ đi. Con à, mình là vợ chồng với nhau. Ơ không không, hai đứa con là vợ chồng với nhau thì có chuyện gì không phải mình đóng cửa, mình dạy bảo nhau chứ đừng có lên quan làm gì nghe con nha. Nói mẹ lớn, nói đi. Dạ anh Ngốc ơi, anh Ngốc. Ê, hả? Ngốc đâu mà ngốc. Chồng ơi, chồng chồng ơi, chồng tha lỗi cho vợ nha. Bây giờ chồng đưa vợ về nhà đi, vợ biết là chồng không có ngốc đâu. Vợ biết mà. Thôi con cũng tha lỗi cho vợ con. Rồi tha lỗi cho vợ chồng của cha mẹ. Cái gì? Cha mẹ. Dù sao cha mẹ cũng già rồi. Bệnh lắm con à. Cho nên lú lẫn có làm điều gì sai thì con bỏ qua. Đừng có buồn giận cha mẹ nha. Đừng có buồn giận vợ con nha. Thôi giờ nè, con kêu một tiếng vợ đi. Là coi như là con tha lỗi cho vợ con rồi. Kêu tiếng vợ cho cha mẹ mừng đi con. Kêu đi con. Dạ. Kêu vợ đi con. Dạ con nè. Vợ. Con kêu đi. Vợ. Nó kêu rồi. Nó kêu rồi. Mời bà con. Rồi. Chúc mừng cho ngày vui của con gái tôi ha. Cho mấy đứa nó mượn đi. Vài ngày cũng đâu có làm sao. Cái quả cầu ơn nhà mình ôm nhà chắc cứu rồi. Hiền. Dạ. Mùa thi sắp tới rồi, em cần phải có sức khỏe thật tốt để lên kinh ứng thí nữa. Ăn khoai lang đi. Ăn xong rồi uống nước chè nè. Nha. Như vậy đầu óc minh mẫn, học hành nó vô. Dạ. Em cảm ơn anh. Nếu như không có anh quan tâm chăm sóc cho thằng em mồ côi này
thì em không biết làm sao mà em học hành được tới nơi tới chốn cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà anh vất vả, anh lo toan cho em nhiều quá. Thôi, em đừng có xá chi ba cái chuyện đó. Cái chuyện học hành là chuyện của em, còn cái chuyện lao động là chuyện của anh. Anh em mình mồ côi, kết nghĩa anh em, đó cũng là một cái duyên cái phận rồi. Với lại, anh có một thằng em sáng láng như em như vậy, đó cũng là phần phước của anh. Anh mà không lo cho em thi đậu thành ông này ông kia, anh có tội lắm đó biết không? Em thật là có phúc khi mà có người anh em kết nghĩa như anh. Em hứa sau này nhất định em sẽ đền đáp cho anh. Nhưng mà anh ơi, em nghe nói là đường lên kinh bây giờ nhiều bất chắc và khó khăn dữ lắm. Thôi hay là anh đi với em nha. Thật tình thì anh cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngặt nỗi. Chuyện gì vậy anh? Ừ thì anh không quen ra ngoài, với lại anh đụng về lắm. Nhưng mà còn em thì bằng mọi giá phải đi, biết chưa? Dạ. Nhưng mà em sợ là không có đủ lộ phí đâu, nên thôi năm nay mình bỏ đi, năm sau mình thi nha anh. Anh lo được, dứt khoát em phải thi trong năm nay. Dạ. Đẻ đẻ. Chết anh rồi. Dạ gì ba? Chị ba gì? Sao dạ. Mày hẹn tao tối qua mày không lại? Dạ, trời ơi hẹn hoài à. Chị ba nói chuyện nhỏ nhỏ thôi để cho thằng em không học bài nữa. Không không cái gì. Tiền của tao sót ruột lắm. Mày mượn tao mày hứa hoài. Hồi tối qua hứa lại trả, tại sao không trả? Bộ muốn giật luôn hả? Không có, không có gì ba. Dì ba thông cảm đi. Không ấy để mùa sau đi. Con qua con trả hết cho dì ba nha. Trời đất ơi mùa sau. Mày nói nghe hay quá ha. Trời ơi của đau con sót mà. Mượn rồi hẹn, hẹn rồi mượn. Bây giờ dứt khoát đi. Mày dứt khoát mày hẹn với tao một câu là chừng nào mày trả tao đi. Dạ không ấy dì ba cho con nợ lại tới cuối tháng sau đi dì ba. Trời ơi hẹn hoài vậy đó hả? Trời ơi tao hết biết nói mà. Có làm mới có ăn. Cái thằng đó đó hả, tao nhìn cái mặt nó gian xảo lắm á. Trời ơi vô ơn bội nghĩa đó. Mày cứ còng lưng mày làm mày nuôi nó hả? Chưa chắc gì nó đã biết ơn mày đâu. Dạ dì ba đừng có nói như vậy mà. Nói gì? Tao nói mày á, là đúng ra nó là người biết điều, nó thương mày á. Nó phải đi làm phụ giúp cho mày. Đằng này hả, nó học. Trời ơi cái mặt đó mà đậu hả, tao cùi liền á. Thôi dì ba, vậy cuối tháng sau con trả dì ba hết tất cả nha. Bây giờ tao nói dứt khoát một câu, ngày mai mày phải trả tiền cho tao. Con không trả tiền hả? Tao kêu người lại bán cái đò của mày luôn. Dạ dì ba. Dì ba nè, con biết dì ba rất là dễ thương. Tuy là chưa có chồng, khó tính một chút xíu, nhưng mà dì ba biết không, dì ba đẹp nhất làng này đó. Dạ. Dì ba nói vậy thôi, dì ba đâu có làm đâu, phải không dì ba? Nha dì ba, thì con lại tháng sau nha. Còn hôm ấy á, ngày mai đi ha, con qua nhà dì ba, con làm vườn, con nhổ cỏ, con lặt rau, con làm hết tất cả mọi thứ cho dì ba nha. Mà có lấy tiền công không? Dạ không, con không dám lấy. Ừ, vậy dạ. Thì được. Dạ. Vậy ngày mai qua nhà dì nha. Dạ. Làm vệ sinh hết ha không? Dạ. Cỏ mọc dày lắm rồi đó nha không? Dạ không sao đâu dì ba. Dạ. Không có lấy tiền công à dạ, nha. Dạ không lấy tiền công, dạ. Ừ, thôi vậy cũng được, tao để tháng sau cho mày đó. Dì ba dễ thương, cho con mượn thêm 10 quan nữa nha. Vậy? Trời ơi, tiền cũ chưa trả, cả đòi mượn nữa. Dạ, tại vì... hai ngày nữa thằng em con nó lên kinh ứng thí rồi, cho nên là cần lộ phí này nọ đưa cho nó. Trời ơi, biết con đậu không mà mượn tiền cho chắc đi. Chắc là đậu rồi, nếu như mà em còn đậu ha, con sẽ trả cho dì ba gấp 10 lần luôn. Rồi con sẽ nói với người ta, ở quê con có dì ba tốt bụng lắm, ân nhân của hai anh em tụi con đó. Lúc đó con đưa dì ba lên vinh quang của thằng em con chơi. Thiệt vậy đó hả? Thiệt luôn á, dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhớ hứa rồi phải dạ. Thực hiện đó nha không? Tháng sau nha dì ba. Được rồi, thôi vậy sáng mai qua làm vệ sinh, về dì ba đưa 10 quan nha không? Dạ. Thôi tao về à. Dạ dì ba về. Ủa, ở đây là ở đâu vậy Bảo? Ủa gì? Đóng tuần gì vậy? Trời, hai tụi mình vô cùng lúc mà thân phận khác nhau quá ha. Phân biệt thiệt, không lẽ bà được làm tiên mà tôi không được hay sao? Trời, tụi nghiện bé chuối quá à. Nó mà ở nhà biết tôi làm tiên chắc nó tức lắm á. Ủa cái gì? Lo thân mình đi. Bộ tụi làm tiên dễ lắm hay sao? Ủa Bảo ơi,
Tôi quên mất là mình vô chuyện gì rồi. Của Thiên trả đĩa đó. Mà làm tin là làm sao? Có cái vụ tại sao con khóc không? Làm gì có. Nhưng mà tôi nói thiệt đó, tôi không nhớ làm tin sao luôn á. Tôi đầu thiệt. Thôi chết rồi. Cái gì vậy? Thôi tôi có làm tin nó đâu, ông làm đi, đổi đi. Bà khùng hả? Tôi là con trai, sao làm tin được? Ủa, dì ơi, tôi nhớ đầu chuyện của Thiên trả đĩa, mình phải xuất hiện ở bến đò chứ. Vậy là mình đi lộn chỗ rồi. Vậy thôi, mình ra bến đò đi. Loa, tất cả mọi người chú ý nghe đây. Kỳ thi hội đã tới, triều đình mở hội tuyển nhân tài. Các khoa sinh đã qua kỳ thi hương, hãy nhanh chóng lên đường về kinh ứng thí và bỏ công gùi mài kinh sử. Ai trúng tuyển sẽ được bổ nhiệm ngay tức khắc để đem tài giúp nước, giúp đời. Loa, kỳ thi hội đã tới rồi, kỳ thi hội đã tới rồi. Em lên trên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thi tốt, anh ở nhà chờ tin em. Dạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ ráng cố gắng thi đỗ đạt, không làm anh thất vọng đâu. Thôi, dạ. Em đi đi, kêu trễ. Dạ, em mới trở về liền. À, Thiên nè. Dạ. Đây, anh còn nhiêu đây, em cầm lấy đi. Còn anh lo được mà. Nhanh lên, kẻo trễ kìa. Đi đi. Anh đi anh. Ừ. Ủa, em biết chuyện gì hả Địa? Dạ, chuyện gì vậy ba? Mặt tỉnh bơ hả? Thằng Thiên, nó đậu ông nè rồi đó. Vậy hả gì? Ừ. Vậy là nó về làng hả gì? Chút xíu nữa con ra đồ này con đón nó. Trời ơi, đón cái gì mà đón. Nó đổ ông nghe ở trên huyện lâu lắm rồi, chứ không phải hôm nay đâu. Có mình này biết à, cả làng này ai cũng biết hết. Mày ngu quá à. Mày tin nó quá à. Nó đậu vậy kiếm mày đó hả? Thôi đi dì ơi, chắc gì là dì nhầm lẫn thằng Thiên với ai rồi. Nếu như mà nó về làng á, là cái người đầu tiên đón nó là con đây nè. Trời, tới giờ này mày còn tin nó nữa. Không tin á, mai mày lên huyện mà hỏi là ra hết là mày sẽ gặp nó nè. Nhưng mà nhớ nha không, nhớ đi là hỏi cái tiền cho tao nha không. Thôi dì yên tâm đi, có gì ngày mai cô lên huyện cô gặp nó. Mà nó đậu quan rồi á thì nó bận chuyện gì nó mới không về làng thôi. Ở đó mà dì nói. Ừ, đó mai mày lên đi, lúc nào nói mày cũng binh nó rồi. Đứng lại. Đi đâu à? Đi xuống. Trời. Ê, xuống. Thiên ơi. Xuống. Thiên ơi. Thiên ơi. Dạ, hai anh làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của thằng Thiên không à? Ừ. Ê mày, mày láo mày, mày kêu quan tao bằng thằng hả mày? Dạ. Mày chết phải không? Dạ, em xin lỗi tại vì... Nói lại tao. Em còn quen miệng, dạ, để em hỏi lại. Dạ, cho em hỏi đây có phải là nhà của quan Thiên không ạ? Đúng rồi, đây là quan Ghè Thiên. Là một nhà trí thức thủ trẻ tài cao. Tụi mày làm gì ngơ ngơ ngác ngác vậy? Bộ mới trên núi dưới xuống hả mày? Đúng rồi, là thằng Ghè Thiên á. Là quan Ghè Thiên. Dạ. Nghèo kiếm xác như mày tìm quan chơi. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Cuối cùng thằng Thiên em mình cũng đang đậu công thành danh tội rồi. Nó làm quan rồi. Dạ, em là anh kết nghĩa của Thiên. Dạ, nhờ anh vô nhắn lại với quan Thiên là có anh Địa tìm. Dạ, làm ơn giùm em đi. Mày anh của quan Thiên hả? Dạ. Thôi, ở đây không có ai mà anh em với mày đâu. Mày nghèo vậy là mày chỉ có mà thấy người sang bắt quàng làm hạ không? Đi đi. Hay anh làm ơn giúp em đi mà. Thôi. Đi. Mày đi. Đi. Đâu dạ. Không cho mày vô đâu. Hôm nay em phải gặp được thằng Thiên.
Dạ không, em phải gặp được Quang Thiên, còn nếu như không em sẽ ở đây luôn, em sẽ không đi đâu hết á. Bây giờ nó nói là không không cho vô gặp Quang, là nó ngồi đây nó ăn dạ. Mày thấy sao? Giờ mày tính sao? Bây giờ mày vô bẩm báo Quang đi, nếu như mà không phải á, đánh cho nó một trận. Nhưng mà mày ở đây canh nó kỹ nha. Mày yên tâm, tao nói cho mày biết nha, tao vô mà tao bẩm báo Quang mà không phải là quen á là mày chết với tao á. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ 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 dạ, thưa Quang. Làm cái gì mà ở ngoài ồn ào vậy? Dạ ở ngoài đó có một thằng đó Quang, nó là người quen của Quang. Quen cỡ nào? Dạ nó là anh em kết nghĩa của Quang đó Quang. Hử? Mà con nói cho Quang nghe, con không có tin đâu Quang. Nhìn Quang cao sang quyền quý như vậy nè, còn nó nghèo hèn ký xác á Quang, sao con tin được? Thằng đó nó tên là gì? Dạ nó tên là Trì Dơ đó Quang. Hả? Dạ. Địa hả? Dạ. Ủa, Quang có quen không Quang? Không. Biết. Tao không quen thằng nào tên Địa hết. Mày ra mày đuổi nó đi cho tao. Con biết nè. Dạ, con đi. Dạ lên. Dạ. Mày hả Địa, tao ra tao chết với tao. Anh, đúng rồi phải không anh? Thằng Thiên nó kêu tôi vô đúng không anh? Trời ơi, tôi đã nói với mấy anh rồi, tôi là đĩa anh của thằng Thiên mà. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm nha. Mày xuống. Tao nói cho mày biết nha, Quang tao nói không có quen biết ai tên là đĩa. Mày là thằng xạo. Mày đi khỏi đây. Không thể nào. Tao sẽ làm như tao vậy. Tao đánh mày nghe chưa? Không, tôi phải vô gặp thằng Thiên mới được. Tôi phải vô. Mày lì hả mày? Quýnh ra đó nè. Không. Ây da. Ây da. Thiên ơi. Tại sao đối xử với anh vậy? Anh là đĩa mà. Tại sao cho lính đánh anh Thiên ơi? Ui da. Anh là đĩa mà. Anh đối xử với anh như vậy? Tại sao lại cho lính của anh? Thiên ơi. Trời Bảo, giờ anh sao đây? Nghĩ cách giúp tôi đi chứ. Bảo. Cách gì thì cách, nhưng kiếm đâu ra người để làm vợ của anh Đĩa đây? Hay, tôi biết ông Thành người đẹp nha. Ê, không được nha. Bậy. Wow, con thỏ dễ thương ghê. À, tôi hiểu ý ông rồi. Nàng là ai? Em là con thỏ của chàng nè. Nàng là con thỏ của ta hả? Nàng đẹp lắm. Nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Thì ra Thiên đối xử tệ bạc với anh như vậy. Cũng không chắc đó là Thiên đâu em à. Khoan hãy trách nó. Anh nhân từ quá. Đối với một người bạc bẽo như vậy em, anh còn thương nhớ để làm cái gì. Em chắc chắn á, đó chính là Thiên. Để thấy bộ dạng của anh như vậy, hắn coi thường mà không có dám nhận bạn mà thôi. Không hiểu sao đến bây giờ anh vẫn chưa tin được em à. Không hiểu tại sao thằng Thiên nó lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Ở trên nhà mình giàu hay biết mấy em hả? Tất nhiên rồi, anh sẽ thấy lòng người bạc bẽo và khó lường như thế nào. Thôi dừng lại.
Dạ, con chào ngài. Dạ, dạ mời ngài vào. Ta không cần đâu. Nhờ anh nhắn lại với quan lớn là ta mời quan lớn quá bước tới cơ dinh tại trời. Cách đây không quá một đoạn đường ở bên kia sông cổ. Dạ, cho con hỏi là quý danh ngài là gì? Đặng con vô con còn bẩm lại với quan con. Cứ nhắn lại rằng có anh kết nghĩa của quan ngài tới tìm. Dạ, vậy con xin phép ngài. Dạ, dạ. Dạ, 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 con chào quan. Dạ, ở bên ngoài quan có một người nói là bạn kết nghĩa của quan. Dạ, muốn mời quan qua dinh cơ người ta chơi. Lại kết nghĩa? Sao dạo này có nhiều người kết nghĩa với ta quá vậy ta? Đúng á quan, con thấy là bạn kết nghĩa của quan thiệt á. Cái này giàu sang lắm nghe quan. Đi có kẻ đưa người đón. Còn thằng kia quan ơi, nó nghèo kiếp xác quan. Con không có tin. Đây con tin đó quan. Ngươi. Dạ, dạ con. Ngươi dạ. Có chắc là không phải tên Địa Bữa Hổm không? Dạ chắc quan. Quan ơi, đồ đạc bóng loáng luôn quan. Anh em kết nghĩa cũng có thể là hắn. Nhưng mà hắn muốn gặp ta nên hắn mới giả dạng như vậy. Đừng có nghĩ chỉ có một cái bộ đồ mà qua mặt được ta. Không có dễ đâu. Để mà coi. Được. Bảo với hắn, nếu muốn gặp ta thì phải trải chiếu qua lót đàn, dàn treo trước ngõ. Nghe chưa? Ta sẽ đến thăm dinh thự của hắn. Dạ. Đi nhanh. Dàn treo trước ngõ. Muốn gạt ta không có dễ đâu. Dạ con chào ngài. Dạ quan con nói muốn mời được quan con á thì phải trải chiếu qua lót đàn dàn treo ngõ. Dạ quan con mới qua. Dạ thưa ngài. Ta hiểu rồi. Vậy thì mời quan và đoàn tùy tùng giờ thìn ngày mai đến nha. Ta sẽ làm đúng theo yêu cầu. Dạ con. Đệ của huynh. Đại huynh. Đệ nhớ huynh quá. Đệ biết không, huynh nhớ đệ lắm. Nhìn huynh kìa, bây giờ huynh thật là phong độ. Vậy mới đúng là huynh của đệ. Thật ra là đệ không thể nào mà tưởng tượng được. Không thể nào tưởng tượng được huynh ở trong một cái dinh cơ thật là lớn, thật là rộng lớn như vậy. Mọi thứ đều tuyệt đẹp. Mình vào nhà đi. Đi vô nhà đi. Đi. Hôm đó anh cứ đến tìm em. Ủa? Đi hả? Lúc đó anh còn nghèo khó. Dạ. Dạ anh. Anh cứ nói với lính là vô báo lại cho em. Rồi sau đó lính ra đánh một trận tơi bời rồi đuổi anh về. Em biết không? Lúc đó em không có biết gì, cái gì hết á. Thằng lính này nói bậy quá đi. Anh yên tâm, để khi mà em về đó, em sẽ cho nó một trận. À, thôi đi. Những chuyện buồn á, mình đừng có nói tới nữa. Bây giờ mình phải nói chuyện vui đi. Anh em mình lâu ngày mới gặp mà, đúng không? Mình uống rượu, rồi mình hàn huyên tâm sự. Hả? Ừ, thôi được rồi. Đợi, chờ Quynh một chút nha. Quynh kêu chị dâu ra, đem rượu ra sang gặp đệ luôn. Chị dâu? Anh đã có vợ rồi. Em à. Đây là vợ của anh. Còn đây là em kết nghĩa của anh, Ngà Thiên. Em bây giờ công thành danh toại rồi, còn than vãn cái gì nữa? Tại anh không có biết đó thôi. Anh thấy không? Ngày xưa, lúc nào anh cũng hơn em. Lúc nào anh cũng hơn em, mọi việc anh đều hơn em hết trơn. Anh lúc nào cũng chiều em hết. Anh đều nhường em mọi chuyện. Bây giờ thú thật với anh là em không có cần một cái gì hết á.
Không có cần nhà cao cửa rộng, không có cần người hầu kẻ hạ mà giàu sang gì hết. Em không cần gì hết, em chỉ cần một điều thôi. Thật ra thì em nói cái gì anh không hiểu gì hết. Em say rồi à? Em không bao giờ sai. Anh à, anh nó còn thương cái thằng em này nữa không? Còn chứ. Còn em thì sao? Em lúc nào cũng thương anh mà. Em nhớ anh lắm. Thiệt. Nên bây giờ em chỉ xin anh có một yêu cầu nho nhỏ thôi. Bây giờ anh có thể nói một câu rằng nhờ ông trời thương anh mà anh có được tất cả. Bây giờ em cần gì? Cứ nói đi. Em chỉ cần. Cần gì? Chúng ta đổi giày với nhau đi. Anh về sống ngay tại cái dinh thự của em và em về sống ngay cái dinh thự của anh. Em say rồi à? Làm sao mà đổi được? Em đã nói với anh là em không hề sai. À, có lẽ vì anh chê cái dinh thự của em nhỏ quá phải không? Không có xứng lại cái dinh thự của anh. Vậy bây giờ em sẽ đổi cái chức quan của em luôn. Được không? Được không anh? Được rồi. Nếu như em thích, em cứ tới đây ở. Còn khi nào chán rồi về. Làm sao mà đổi được chứ? Anh cứ nghĩ là em cần ở trong căn nhà của anh hả? Ở trong cái căn dinh thự lớn của anh là em vui vậy? Không phải như vậy. Em cần là cần cái người mà mỹ nhân tuyệt sắc nhất ở trong đây kìa. Em và anh xin làm một cái giao kèo. Em đưa cái chức quan của em cho anh và anh phải đưa vợ anh cho em. Em thật là vô lý. Em say rồi, đi về đi. Em không có sai. Cái em cần là cần vợ của anh, cần vợ của anh. Mà vô lễ, em đi về đi. Không, em không đi về. Chừng nào có được vợ anh em mới về. Em đi về đi. Em sẽ đổi chức quan cho anh. Anh phải đưa vợ của anh cho em. Không thể nào như vậy được. Em sẽ được như vậy. Em phải được tất cả những gì của anh. Tôi không thể nào như vậy được. Em sẽ được như vậy. Em sai lắm rồi. Nè à, em sai lắm rồi. Em không có sai. Em không có sai. Tôi là vô lễ. Đi về mau. Không, em không có đi về. Em sẽ muốn tất cả những gì của anh đang có. Kể cả vợ anh. Cầm miệng lại. Bảo ơi, vậy là sai chuyện rồi. Người anh phải đồng ý, cũng phải ký tờ giao kèo luôn. Vậy mình review trở lại đi. Anh và em xin làm một cái giao kèo. Em sẽ đưa tất cả những gì của em đang có cho anh. Và anh phải đưa tất cả những gì của anh đang có cho em, kể cả vợ anh. Nếu em nói như vậy, anh đồng ý. Vậy mới đúng là anh của em. Đây nào. Mời anh. Lại đây với anh, em của anh. Em đứng lại với anh. Lại đây với anh, em của anh. Đứng lại. Lại đây với anh. Cái gì vậy? Hả? Dinh thự của tôi đâu? Hả? Của cải của tôi đâu? Vàng bạc châu báu của tôi đâu? Hả? Dinh thự của tôi đâu? Hả? Tiền bạc châu báu của tôi đâu? Hả?
đâu hết rồi, sao mất hết rồi vậy? Anh địa ơi sao lỗi sự vậy, vậy la anh địa ơi sao lỗi sự vậy, vậy Dinh thự của tôi đâu? La đúng là của Thiên Trả Địa. Anh Thiên ơi, ráng chèo đò hai anh Địa đi, rồi ăn ở cho có đức vào, sẽ có người giúp thôi. Nhưng trước khi về, em muốn em và chàng sẽ cùng nhau thề nguyện. Thề nguyện? Này muốn ta thề nguyện điều gì? Ta chấp nhận hết. Kiếp này nếu lỡ duyên, quyết xin trọn lời nguyện kiếp sau. Chàng lấy cho em cây bút đi. Em thích câu thơ này, chàng ghi vào tay cho em nha. Để những lúc buồn, em nhìn vào những dòng chữ này, em sẽ yên lòng chỉ có chàng bên cạnh. Em sẽ dưỡng tâm mà chờ chàng. Kiếp sau, em sẽ nguyện làm vợ của chàng. Trọng Nghĩa à, chàng có thề nguyện cùng em không? Thử sinh duyên vị liệu. Nguyện kết hậu sinh duyên. Đem trà nóng cho con uống ấm bụng nè. Mẹ cứ để đó cho con. Con đọc xong cuốn sách này con sẽ uống. Ừ, thời tiết trở lạnh rồi. Mẹ thấy toàn thân nó đau nhức quá, mẹ không ngủ được con à. Mẹ bị bệnh hả mẹ? Để con kêu gia nhân xoa bóp cho mẹ nha. Bệnh trong tâm mà, làm sao mà xoa bóp hết cho được hả con? Mẹ nói sao con không hiểu? Bệnh trong tâm là sao hả mẹ? Mẹ khổ tâm lắm con à. Mẹ đã già rồi, không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa đây. Mà sao tới mãi bây giờ mẹ vẫn chưa có được một đứa con dâu, một đứa cháu nội để hủ hỷ lúc tuổi già. Sao vậy hả Trọng Nghĩa? Dạ, tại vì con bận nhiều việc quá mẹ hả? Con đừng có kiếm cớ. Cứ mỗi lần mà mẹ tính đến chuyện cưới vợ cho con là con tìm đủ mọi cách để trì hoãn. Bây giờ con đã là quan của cả một vùng rồi, được mọi người nể trọng. Muốn tìm một người vợ hiền thục cũng dễ lắm mà con. Sao không tìm hả con? Còn mấy ngày nữa là tới ngày giỗ của Mai Nương rồi đó mẹ. Mười mấy năm qua rồi, thời thế biết bao nhiêu thay đổi, mà con cũng vẫn còn nhớ sao? Sắp tới ngày giỗ lần thứ 18 của nàng rồi. Từ ngày ra đi, con chưa về thăm lần nào. Lần này con qua đó thăm nha mẹ. Con lại muốn về đó nè. Mà về mừng chi? Có còn ai ở đó nữa đâu. Không có ai còn nhớ tới mẹ con mình mà về mà làm gì. Con về vì lời hứa. Con hứa là khi nào vinh quang con sẽ quay về. Nhưng con chưa thực hiện được lời hứa đó. Chọn phải ghi theo ta. Ghi như thế này là mới đúng. Các trò ghi chép cẩn thận nha. Thầy sẽ kiểm tra từng trò một. Khi nào chép xong mới được ra về. Con nghe.
Mẹ Nương, có chuyện gì mà nàng ở đây tìm ta giờ này vậy? Trọng Nghĩa ơi, có người đến nhằm hỏi em, cha mẹ đã đồng ý gả em cho người ta. Nàng vào trong đợi ta đi. Lớp học sắp tan rồi, ta cho các trò về rồi ta nói chuyện với nàng. Dạ, em nghe. Trọng Nghĩa, sao chàng im lặng hoài vậy? Bây giờ mình phải làm sao? Ta và nàng cũng đã thương nhau mấy mùa trăng. Thân phận ta thì nghèo hèn, nên ta không muốn cho ai biết chuyện tình này. Bởi vì ta rối trí lắm. Nhưng mà cha đã đồng ý gả em cho con trai của Phú Hổ ở làng bên. Tụi mình không thể giấu được nữa. Chàng à, hay là em về thú thật với cha mẹ chuyện của chúng ta nha Trọng Nghĩa. Người ta là con trai nhà Phú Hổ, một đang còn đối với nhà em. Còn ta mang tiếng là thầy đồ, nhưng chẳng qua cũng ăn nhờ ở đậu thôi. Được cha nàng thương tình cho căn nhà để ta dạy học, chứ làm sao mà cha mà em có thể gả em cho anh được. Tuy chàng nghèo nhưng chàng hiền lành, hàng ngày chàng vẫn ôn luyện kinh sử để chờ tới ngày đi thi. Em tin chàng sẽ đỗ đạt vinh quang, lúc đó cha mẹ em sẽ vui lòng mà. Nhưng hiện tại mẹ ta đang đau ốm, phải tìm thầy khắp nơi để chữa bệnh. Ta không thể nào để mẹ ở nhà một mình mà đi thi được. Mai Nương ơi, ta rối trí lắm. Em biết, vì em thương chàng nên chàng mới khó xử. Nếu như chàng một lòng một dạ thương em thì em sẽ về nói với mẹ em. Mẹ em thương em lắm, mẹ sẽ nói với cha chấp thuận cho chuyện của tụi mình. Chàng yên tâm đi. Mai Nương à, nếu như cha mẹ em chấp nhận anh thì anh có làm trâu làm ngựa đi chăng nữa, anh cũng sẵn lòng. Mẹ à, con xin mẹ hãy thương lấy con. Con và anh Trọng Nghĩa đã thề hẹn trăm năm rồi. Mẹ, mẹ đừng gả con cho người khác mẹ ơi. Con ơi là con là con gái, con phải biết lựa nơi lựa chỗ quyền quý an nhàn để gửi tấm thân. Có đâu lại lựa một cái thằng nghèo kiết xác như vậy. Nhưng mà con chỉ thương anh Trọng Nghĩa thôi. Tụi con đã yêu thương nhau hơn một năm nay rồi, tình sâu nghĩa nặng. Nhưng mẹ mặc cảm nghèo khó nên chưa có dám nghĩ tới chuyện cưới xin. Mẹ, con xin mẹ, mẹ hãy chấp nhận anh ấy đi mẹ. Trọng Nghĩa là một học trò nghèo, không có một mảnh đất cắm dùi, lại nuôi mẹ đau ốm như vậy. Cái hoàn cảnh đó hỏi con, nếu mẹ chấp nhận thì cha con và dòng họ nhà ta cũng không có đồng ý đâu con à. Nhưng mà tụi con yêu thương nhau thật lòng, con chỉ cần một người chồng yêu thương con thật lòng thôi. Mẹ thương con, mẹ cũng luôn mong mỏi con tìm được một chàng trai thương yêu con thật lòng. Nhưng mà mẹ thấy con trai ông Phú Trọng ở bên làng bên á, khuôn mặt thật là phúc hậu, tính tình điềm đạm, chắc chắn người đó là người tốt đó con. Con chỉ lấy anh Trọng Nghĩa làm chồng thôi, con không có chấp nhận ai hết. Nếu như cha mẹ không đồng ý thì con sẽ quyên sinh. Ôi trời đất ơi, Mai Nương, con đừng có nói những lời dại dột đó nha không. Mẹ, mẹ nói với cha giúp con nha mẹ. Không được. Cha đã nghe hết rồi, bà sẽ đuổi mẹ con thằng Trọng Nghĩa ra khỏi đây lập tức. Trả ơn cho bằng cách dụ dỗ con gái của ta. Cha ơi, thằng này chắc không phải do anh Trọng Nghĩa, không có ai đùa quấn con hết, là do con. Con thương anh ấy mà cha. Nó không biết thân biết phận, nó thương tình cho căn nhà ngoài sao để cho nó dạy học, chó người đem cơm để nó ăn. Khi mà nó nở lòng nào tơ tưởng đến con gái của ta, thiệt thằng này phải trừng trị nó mới được. Con xin cha đừng có đuổi anh ấy. Mẹ anh ấy đang bị bệnh, cha mà đuổi mẹ con anh ấy chỗ đâu mà nương thân hả cha? Nếu con đồng ý lấy con trai của người bạn thân của ta là ông Phú Hộ Trọng ở bên làng bên, ta sẽ để mẹ con Trọng Nghĩa lại đây và dạy học như cũ. Cha ơi, nhưng mà con chưa gặp mặt người đó, chưa biết tánh ý như thế nào, làm sao con có thể làm vợ người ta được chứ? Mẹ gặp mặt rồi nè con. Theo mẹ, người đó là người tốt, phong thái chững chạc, lại có lễ nghĩa nữa. Mẹ rất ưng ý với chàng rể đó. Con nên nghe lời cha con đi con. Con đừng có khóc,
cha đã chọn kỹ rồi mày nương. Gia đình nó môn đăng hộ đối với gia đình của ta, mà chàng sẽ nó đất xứng với con, nên cha mới đồng ý. Đây là mối duyên trời định, con đừng có làm cho cha phiền lòng nữa. Cha chọn cho con là chỗ tốt lắm rồi. Nếu con còn phân vân, ta sẽ đuổi mẹ con Trọng Nghĩa ra khỏi nhà này lập tức. Cha ơi, cha đừng làm như vậy mà cha. Chọn đi. Dạ, con bằng lòng. Con đã đồng ý rồi. Ông đừng có làm cho con nó sợ nữa. Cái gì mà dễ thương. Mai nương. Sao cha nhìn em thảng thốt vậy? Nàng mặc đồ đẹp quá. Bộ nàng mới đi đâu về à? Em qua đây tìm chàng. Mà bộ mặc bộ đồ này lạ lắm hay sao? Chàng nhìn em dữ vậy? Nàng mặc bộ đồ này dịu dàng như một nàng tiên vậy, làm ta bất ngờ quá. Nàng ngồi xuống đi. Bộ hôm nay cha mẹ không có ở nhà sao nàng qua đây được vậy? Cha mẹ đi ăn dỗ làng bên rồi nên em lén qua đây nè. Nhà cửa tôi đã sửa soạn xong xuôi hết rồi đó. Ông coi có cần thêm cái gì không? Trời ơi, ở trong nhà này có bà quán xuyến là tôi yên tâm rồi. Trời, hôm nay ở nhà mình trang hoàng đẹp dễ sợ luôn vậy đó. Nhà mình á, đám cưới này chắc lớn nhất làng đó ông. Lớn nhất là phải rồi còn gì nữa. Gia đình mình là giàu có nhất vùng này mà. Với lại tôi có con đứa con gái rượu, không làm lớn sao được hả? Mà hồi trưa lúc ăn cơm tới giờ cho tôi không thấy con Mai Nương ở đâu hả bà? Nó xin phép vô nghỉ sớm để còn sửa soạn. Ừ, thôi bà cũng vô nghỉ luôn đi. Hồi sáng giờ bà làm nhiều việc lắm rồi, cũng mệt rồi. Thôi vô nghỉ sớm mà mai còn đón đàn trai không? Thôi tôi vô trước nha. Ông cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Mai còn nhiều công chuyện lắm đó. Hôm nay nàng lạ quá. Còn cái buổi trời mà không nói câu nào hết. Nói cho tao nghe đi. Đang có chuyện gì xảy ra hả? Không, không có chuyện gì hết. Ta thấy nhà nàng đèn hoa treo lộng lẫy. Chẳng lẽ ba mẹ nàng, chẳng lẽ nàng sắp sửa lấy chồng sao Mai Nương? Không có chuyện đó đâu. Vì gần tới ngày rằm lớn nên nhà em treo đèn vậy thôi. Chứ ngày em lấy chồng còn xa lắm anh à. Ta ở đây giống như ít ngồi đáy giếng vậy, không ai nói cho ta biết điều gì cả. Mai Nương nè, nếu có chuyện gì đừng có giấu ta nha. Nếu như cha mẹ bắt em phải lấy người khác, em sẽ quyên sinh cho trọn đạo với chàng. Kiếp này em chỉ xin được làm vợ chàng mà thôi. Nàng đừng có nói gỡ như vậy. Khi nào mẹ ta hết bệnh, ta sẽ đi thi, ta sẽ cố gắng có bản vàng, rồi ta về ta cưới nàng. Chỉ cần nghe chàng nói như vậy thôi, em sẽ chờ chàng. Bao nhiêu năm em cũng sẽ chờ. Nếu như không có kiếp này thì em sẽ chờ đến kiếp sau. Nàng đừng có bi lụy quá. Ta hứa ta sẽ cố gắng hết sức để làm cho ba mẹ nàng vui lòng, để gả nàng cho ta. Thôi nàng đi về đi, chứ nàng ở đây lâu quá thì ba mẹ sinh nghi đó. Còn mẹ chàng đâu? Sao nãy giờ em không thấy? Mẹ ta theo sư cô vào rừng lấy lá thuốc rồi. Chắc là vài ngày nữa sẽ về. Thôi nàng về đi, ta không muốn cha mẹ nàng rầy la nàng đâu. Nhưng trước khi về, em muốn em và chàng sẽ cùng nhau thề nguyện. Thề nguyện? Nàng muốn ta thề nguyện điều gì? Ta chấp nhận hết. Kiếp này nếu lỡ duyên,
quyết sinh trọn lời nguyện kiếp sau. Chàng lấy cho em cây bút đi, em thích câu thơ này, chàng ghi vào tay cho em nhé. Để những lúc buồn, em nhìn vào những dòng chữ này, em sẽ yên lòng chỉ có chàng bên cạnh. Em sẽ vững tâm mà chờ chàng. Thử sinh duyên vị liễu, nguyện kết hậu sinh duyên. Kiếp sau em sẽ nguyện làm vợ của chàng. Trọng Nghĩa à, chàng có thề nguyện cùng em không? Ta xin thề. Thưa ông, thưa bà. Con, sao rồi con? Dạ, sao rồi? Dạ, con đã cho người dò la khắp nơi rồi bà, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy thông tích của cô. Trời ơi, bên nhà trai cũng cho người đi tìm, mà không biết có tin gì không, mà tới giờ này không ai nói gì với bà hết à. Dạ, không có tung tích gì hết bà ơi, nhưng mà con nghe người ta đồn, người ta nói là... Người ta nói cái gì? Người ta nói gì? Con nói cho bà nghe đi. Dạ, người ta nói là cô đã đến sông lớn rồi nguyên sinh rồi bà, nhưng mà gặp nước lũ lớn nên không tìm thấy xác của cô. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi đã hại con gái của tôi rồi. Mai Nương. Mai Nương nó đã chết rồi. Con ngồi ở đây đã 3 ngày rồi, không ăn không uống gì hết. Bây giờ mình phải về thôi con à. Nhưng mà nàng đã nguyên sinh để muốn trọn tình trọn nghĩa với con, con không thể nào để nàng đi một mình được. Con chết thì dễ rồi, nhưng mà còn mẹ, một thân một mình bệnh hoạn, mẹ biết trông cậy vào ai. Con ơi, sống ở đời chữ hiếu phải làm đầu nha con. Nhưng còn lời hứa của con. Con còn nhiều lời hứa chưa làm mà. Con phải về lo chú tâm đèn sách, để còn chờ ngày thi cử nữa. Rồi còn phải lo cho mẹ nữa. Mai Nương ở suối vàng, nó cũng hiểu được nỗi lòng của con mà. Con cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con. Con còn phải phụng dưỡng cho mẹ. Và còn lời hứa thi đậu bán vàng với nàng nữa. Chúng ta phải đi thật xa khỏi nơi này con à. Có đi xa đó thì con mới quên được cái nỗi đau này mà lo chú tâm đẹp sắc. Vậy con, đi về với mẹ con. Tạm biệt nè. Ta sẽ đi thật xa. Khi nào đấu đạt, ta sẽ quay về thật. Phía trước cũng có nhà khang trang rộng rãi, người hãy dò xin cho chúng ta ta tới một đêm đi. Dạ. Dạ, mời quan dùng trà. Ta rất cảm ơn ông đã cho ta cùng đoàn tùy tùng dừng chân tá túc. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường sớm. Xin quan đừng có khách sáo, cứ ở lại đây vài ngày cũng được mà.
Dạ của tôi rộng rãi lắm, nhưng ít người. Xin quan đừng có ngại. Ta rất cảm kích lòng hiếu khách của ông, nhưng đường về còn rất xa, chúng tôi phải đi sớm cho kịp. Vậy xin phép quan cho già này thết đãi mọi người một bữa cơm nghe. À, để già này sai gian nhân dọn bữa. Mai Nương, Mai Nương, Mai Nương, Mai Nương à, Mai Nương. Bẩm quan, quan gọi ai vậy? Ta vừa mới thấy cô gái ngoài sân, nhưng sao cô ấy đi ra bằng ngõ sau? Ngươi cho ta hỏi cô gái đó là ai vậy? Bẩm, xin mời quan. Dạ, đó là Mai Hoa, con gái của tôi. Cái gì? Con gái của ông tên là Mai... Mai Hoa. Dạ. Ta hỏi cô này hơi thất lễ, ông bỏ qua cho ta. Dạ. Con gái của ông năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, còn 2 ngày nữa con gái tôi vừa tròn 18 tuổi. Còn 2 ngày nữa tròn 18 tuổi à? Dạ. Bẩm quan, có chuyện gì mà ngài suy tư vậy? Tôi tiếp đãi quan có điều gì sơ sót không? Không có gì. À, mà có, cô ấy là con gái của ông, là tiểu thư nhà này. Nhưng mà tại sao khi thấy khách là bỏ chạy như vậy? Bẩm quan, con gái tôi khi sinh ra đã bị tật bẩm sinh ở bàn tay từ nhỏ. Tôi đã tìm thầy chữa trị khắp nơi nhưng mà vẫn chưa chữa khỏi. Tôi có thể đánh đổi cả gia tài này để chữa trị cho con, nhưng mà cũng không khỏi. Vì vậy nó rất mặc cảm nên không dám gặp ai hết, thưa quan ạ. Tiểu thư bị tật từ lúc mới sinh, không biết là cô ấy bị gì vậy? Dạ bẩm quan, từ khi mới sinh ra, bàn tay của con gái tôi dính chặt vào nhau, không thể mở ra được. Ta có biết chút ít về nghề y, ông hãy kêu con gái của ông ra đây. Bẩm dân. Mai Hoa ơi, Mai Hoa, ra cha biểu. Mai Nương. Bẩm quan, xin quan hãy bình tâm, đây là con gái của tôi tên Mai Hoa. Không, đây chính là Mai Nương. Ông hãy sai người đem chậu nước lã ra đây cho ta. Vâng. Gia nhân đâu? Hãy đem chậu nước lã ra đây. Thử sinh duyên di liễu, nguyện kết hậu sinh duyên. Kiếp này duyên đã lỡ, quyết sinh giữ trọn lời nguyện kiếp sau. Để những lúc buồn, em nhìn vào những dòng chữ này, em sẽ yên lòng chỉ có chàng bên cạnh. Em sẽ dũng tâm mà chờ cha. Thật là kỳ lạ, đúng là sự tái sinh, không thể nào ngờ tới, lại xảy ra ở ngay trong nhà của ta.
Ông ơi, hôm nay là ngày đám dỗ của con mình, mà tại sao quan lớn biết mà tới vậy ông? Tôi đâu có biết đâu, từ đó giờ gia đình mình có quen với ai là quan lớn đâu. Thôi, đi đi. Kính chào nhạc phụ, nhạc mẫu. Hổ quan là ai mà sẽ giống cậu học trò trọng nghĩa ngày xưa quá vậy? Dạ đúng vậy nhạc phụ. Dạ quan kêu ai bằng nhạc phụ? Máy quá à, em ra đi. Mai Nương. Dạ xin quan tha lỗi. Bây giờ ngày đám dỗ con gái tôi, rồi vì thương nhớ con nên vợ của tôi nhìn gà quá cuốc và mong tượng quan bỏ qua. Dạ. Mai Nương ơi, con mình được không? Đúng là Mai Nương con của mình rồi bà ơi. Trời. Tới giờ tôi vẫn không tin có chuyện tái sinh kỳ lạ như vậy. Cô gái của tôi Mai Hoa lại là Mai Nương con gái của anh chị. Vì tình nghĩa sâu nặng của hai trẻ nên Mai Nương đã đầu thai thành Mai Hoa để chờ trọng nghĩa công thành danh toại đó. Suốt 18 năm qua, thằng Trọng Nghĩa nó chỉ lo ôn luyện để chờ ngày lên kinh ứng thí, chứ chưa hề dòm ngó lấy một cô gái nào khác. Con là Trọng Nghĩa, hôm nay con đã thi đấu thành tài, con kính xin cha mẹ hai nhà cho con được phép cưới Mai Hoa về làm vợ. Tình yêu và lòng chung thủy của hai con đã làm trời đất cũng phải động lòng. Ta đồng ý gả con gái của ta cho con, và ta sẽ để lại toàn bộ gia sản của ta cho con gái ta làm của hồi môn. Đúng là hai con đã làm lay động lòng trời, đúng là duyên nợ tái sinh. Thôi bây giờ hai con hãy đứng lên, ta bằng lòng Trọng Nghĩa làm rể quyết của ta, còn bà nghĩ sao? Tôi bằng lòng. Hôm nay là ngày giỗ mà cũng là ngày tái sinh của Mai Nương. Thật là hạnh phúc cho gia đình mình. Lời ơi! Lời! Lời à! Lời! Trời ơi! Mặt trời rọi cái mặt của mày rồi! Mà sao mày không thức vậy? Mày dời với chỗ khác mày nằm đi! Ngủ đâu mà ngủ! Nóng gần chết đi nè. Trời ơi, mày nói mày không ngủ mà hai con mắt mày nhắm nghiền à? Tao làm biến mở. Trời ơi, tao cái mở con mắt ra tôi nó cũng làm biến nữa, không biết làm sao mà nói đi nữa nè. Bây giờ làm sao đây hả? Rồi mày chỉ có cái mày chỉ có xích cái mình mày qua một bên một chút xíu đi, rồi là mày ngủ được rồi, vô mát ngủ được rồi. Mày để vậy rồi mày ngủ mà sao mày làm biến quá trời đất vậy? Vậy á, mang nhích giùm con đi. Mang nhích người con vô chỗ mát mát giùm con đi. Tự tống thương mày là chết chứ tao rồi. Mày khổ quá đi, con với cái. Chết qua con. Trời ơi nặng quá, con phủ má con nhích chút xíu nè con. Nhích qua. Trời ơi, nó chị đó ha. Trời ơi. Chết chứ nó hà. Má, người có chút xíu à. Mày được cái yếu xìu. Yếu xìu trời ơi, tao quýnh mày cái chết. Lời à. Lời. Trời ơi, con sao vậy Lời? Lời ơi, mày có sao không Lời? Tôi bị gì đâu. Làm gì mày la làng la sớm anh vậy trời. Con không có sao hết hả? Trời ơi, mày làm tớ thường cái chi à. Không có sao, tại sao tao đánh mày mà mày không có la? Mày có đau không? Là con người chứ không phải trâu bò đâu mà không biết đau. Đau thì mày phải la chứ. Làm biến la. Trời ơi là trời. Có đứa con khi mà nó lười biến qua chịu không có nổi luôn. Nè. Nè. Đó.
cái dĩa khoai để từ summer tới giờ tôi tưởng nó ăn rồi, ai về nó cũng còn để đây. Con à, con có đói không? Đói. Đói thì tại sao mẹ không ăn? Làm biếng lấy. Trời ơi, chỉ xích qua xích lại là lấy cái dĩa khoai ăn được rồi mà cũng không chịu lấy nữa thì khổ gì đâu á mà. Giờ con ăn không? Má lột khoai cho con ăn nha. Mẹ hả họng ra. Mẹ ăn đi. Thì sao mẹ không nhai? Nó cái nhai thôi mà nó cũng không chịu nhai nữa. Không lẽ tao nhai giùm mày? Má lột, má nhai, rồi má đút con giống như hồi nhỏ đi. Tôi biết trước tôi làm cái gì nên tội. Mà giờ tôi đẻ ra một cái thằng con nó làm biếng cái gì ở đâu á. Ăn nó cũng không ăn, thức nó cũng không thức. Mà nó cứ ngủ triền miên, mày ngủ đi, mày ngủ riết cho một con mắt mày luôn đi. Giờ ăn á, con mắt tôi lột, tôi đút cho nó ăn nữa à. Đói quá mà không còn gì để ăn nữa. Má ơi, con đói quá má ơi. Má nói mình là má đi làm mướn rồi, mấy ngày nữa má mới về. Ơi đói quá, má ngủ tiếp đi. Ước gì mình không bị đói bụng, mình cứ ngủ hoài, mình không có đói bụng, khỏi ra ngoài câu cá. Giờ phải đi câu cá. Ai trời ơi. Thank you.
Cá cắn câu rồi. Vậy mà nói không có mồi làm sao mà cá cắn câu. Cá cắn câu rồi, vậy là có đồ ăn rồi. Trời đất ơi, cái gì mà cá có chút xíu vậy trời? Sao mày rảnh như vậy? Mày nhỏ xíu mày cũng bày đặt cắn câu để làm cái gì? Mất công tao phải giật cần nữa. Cá này mà ăn uống gì trời? Quý con sông bự và cá có chút xíu à? Thiệt, tao phơi mày thành con cá khô luôn. Cái tội là dám cắn câu. Mày nha, làm mất giấc ngủ của tao nha. Tao phơi mày khô queo luôn. Ê, con quả kia, tao chỉ có một con cá, mày cũng cướp con cá của tao hả? Trả đây con quả kia, Xin cô quyền thất tổ, 12 bà mụ về phù hộ với cháu ngoại của con được mạnh khỏe, ăn ngoan, mau lớn. Nam mô Di Đà Phật. Thôi, không có lại lục gì chân rồi. Trời ơi, cái chuyện mức độ nó như vậy làm điếm nhục gia không vậy mà còn lại cũng thất tổ gì? Ông à, ông làm gì thấy ghê vậy? Làm gì có mắt ông trừng trừng, ông nhìn tôi thấy ghê quá à. Sao trừng trừng? Dạy con kiểu gì, chính tôi cũng an ủi tôi nói nó rồi. Bây giờ nè, con nói chuyện với cha đi, cha thằng bé là thằng nào? Cha tha thứ cho con, rồi kêu cha nó lợi nhận thằng bé đi. Rồi cha cho sum họp một nhà vợ chồng con cái. Bà tức không? Ông ơi. Ông ơi, ông uống miếng trà cho hạ quả đi ông. Uống đi. Rồi cái gì à? Bà bóng muối gì ở trong mạng quá vậy? Tại ông giận nói vậy thôi chứ. Không hiểu. Bà nói đi. Thôi cái gì cũng từ từ ông à. Để tôi kêu con nó ra rồi tôi khuyên can nó nghe ông. Bà khỏi khuyên can. Tôi nói với nó nhiều lần rồi, hết ngày này qua ngày nọ, hỏi chồng nó là ai, không biết thằng nào thì thằng nào là chồng nó, là thằng nào. Tôi chỉ biết quan trọng bây giờ kiếm thằng chồng thôi. Mà là con gái mà có con mà có chú quan như vậy. Trời ơi, cái mặt này tôi nào tôi gặp như người ta, tôi thiệt là tôi dục lắm rồi thiệt bà. Nó làm như vậy là nó bôi cho chết cháu vô mặt rồi biết không? Mà cái thằng cháu ngoại của mình đó nghe không? Nhìn nó dễ thương hết sức vậy đó. Mà nó lại thông minh nha, nó lanh lợi, rồi nó khôn hơn những đứa trẻ khác nữa chứ. Bởi vậy tôi thương thằng cháu ngoại đó, nên tôi mới nhẫn nhục, tôi kêu nó tìm chồng bây giờ để cho nó. Chứ mà tôi không thương cháu ngoại, tôi giết nó lâu rồi. Thôi được rồi, để tôi kêu con gái mình ra. Nữ ơi, Nữ à. Dạ. Ra đây cho mẹ biểu coi con. Biểu con. Con ngồi xuống đó đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ. Con à, con có biết là cha mẹ mang tủi nhục với bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng,
biết bao nhiêu con có biết không con? Ai đời cha mẹ có một đứa con gái duy nhất mà con lại có chữa quá như vậy, nhục nhã biết bao nhiêu hả con? Con biết, con biết là cha mẹ chịu nhiều tiểu nhục như con. Ơn cha mẹ đã tha thứ cho cô mang hai mẹ con của con. Bây giờ cha mẹ cũng bỏ qua cho con hết. Nhưng mà con phải nói ra cha của con là ai. Cha mẹ đã hỏi con nhiều lần rồi, con cũng xin thú thật, con không biết mặt của cha của con trai con là ai mà. Trời ơi, thấy chưa mà, thấy chưa ơi. Không lẽ con của mày ở trên trời nó rớt xuống. Bây giờ hỏi lần cuối cùng, cha thằng nhỏ là thằng nào? Nói đi con. Con không có biết mà. Trời. Con, ông ơi. Ông ơi, từ từ đi ông ơi. Ông Quảng đâu? Ông Quảng. Dạ, dạ. Dạ, ông chủ gọi con. Ông á, không dạ. Báo hết cả cái làng này đầu cho xuống dưới, tôi luôn cái quyển cái ba luôn. Dạ. Ai? Là cha của đứa bé qua này nhận. Tôi sẽ thưởng vàng, bạc, châu báu và ruộng vừa. Không? Thì thông báo hết cả làng này làng qua cho tôi. Dạ. Đi. Dạ dạ, con làm liền ạ. Ông Quảng, cho vào đi. Tất cả các chàng trai nghe đây, hãy lần lượt từng người một bước vào đây để cô chủ nhận làm cha. Lẹ dạ. Lên, mời người đầu tiên. Dạ thưa ông. Dạ thưa bà. Dạ thưa cô. Nếu như đứa bé này là con của tôi thì tôi sẽ được. Hỏi luôn, nó tự giác nó biết rồi. Ba bữa nay là cả bao nhiêu trai làng mấy trăm người lại đây, không có ai mà đứa bé nó chịu nhận làm cha hết. Giờ là cha của đứa bé là thằng nào? Dạ. Bây giờ ở trong này còn cái làng này còn ai nữa không? Dạ dạ, dạ hình như là còn một thằng hả ông chủ. Thằng đó thằng nào? Dạ thằng đó thằng lười. Tại sao phải kêu nó là thằng lười? Trời ơi, nó làm biến lắm ông chủ ơi, nó làm biến nhớt hay luôn. Nó nói là suốt một ngày nó ngủ không, không có làm gì hết. Nó đây ăn phải đút vô miệng nó luôn đó ông chủ. Dạ không còn ngày nào nữa hết. Dạ hết, chỉ còn một mình duy nhất là nó thôi. Dạ. Thôi kêu nó lại đi. Dạ để con cho người đi khiêng nó lại. Cái gì? Phải khiêng ra. Dạ phải khiêng chứ bây giờ nó không chịu đi. Trời ơi, đi mà nó cũng thèm đi, phải khiêng lại. Dạ để nó trên giường là khi đi luôn. Làm biến thằng thật sợ luôn. Dạ. Mà cho người lên khiêng lại đi. Dạ dạ dạ. Người đâu? Khiêng nó vô đi. Cái cốt này cho nó đổ tiên tôi hay là gì đó, tôi ngồi mà nó nằm. Cái thằng này không thể nào là cha của đứa bé được. Trời ơi, nó lười biếng như vậy thì sao này mà nó nuôi vợ con được cái gì, mà làm chồng cái gì. Lời. Lời. Kêu nó thức dậy coi. Lời ngồi dậy. Ông bà chủ nói chuyện với mày kìa. Cái gì mà mọi người lại bưng tôi đến đây vậy? Mày là biến quá, mày không chịu đi là phải khiêng mày đi chứ sao? Nhưng mà tôi đến đây để làm gì? Mày hãy nhận coi, phải là con của mày không kìa? Phải ba con không? Đây là cha. Ồ. Cha của con. Đừng lùi là cha. Đừng đây. Đừng lùi là cha, đừng cha tôi. Nhưng mà tôi chưa có vợ, sao có con được? Không có vợ. Cha hả? Hả? Cha là cha của con hả? Hả? Sao ông chú? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chết nổi rồi. Ông ơi. Trời ơi, trời dạ... ơi, cha ông nội. Giờ sao? Trời ơi, thằng chồng trăng ở trong nhục nhã quá. Đi vô. Quên nữa. Hai mẹ con nè, cuốn đồ đi theo nó luôn. Hả? Đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Đi. Trời ơi, ông ơi. Ông ơi, ông chủ. Bà đứng làm gì nữa? Vô. Trời ơi. Đây là vợ tôi. Còn đây là con trai tôi hả? Bất đắc dĩ, lười đành phải nhận vợ và con trai rồi đem về sống chung một nhà. Có vợ con rồi, nhưng lười vẫn chứng nào tật nấy.
Suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ và không chịu làm bất cứ việc gì. Con nghe mẹ dặn nè, con ngồi đây chơi với cha, con không được nhảy xuống dưới đất, rồi té con không, té rất là đau, con nghe không? Rồi, mình à, mình ở nhà chăm con nha mình. Em ra ngoài phát cỏ để mà trồng rau. Mình à, đừng để cho con té nha mình. À, biết rồi. Mình à, nhớ nha mình, em đi nha mình. À, biết rồi. Mình cứ đi đâu đi đi, giao con ở đây. Con ngoan nha con. Dạ. Nãy giờ con đi chơi. Con chơi một mình đi. Chơi một mình vui hơn. Đi cha ngủ. Cha dạy chơi con, chơi một mình buồn lắm. Trời ơi, chơi một mình vui với buồn gì? Ngồi chơi đi, đừng làm phiền cha ngủ mà. Nghe ăn chay nha. Dạ. Ừ. Đâu vậy? Con chơi. Trời ơi, con có biết là con leo xuống dưới, con té, con u đầu. Chơi cái gì mà chơi? Ngồi trên đây chơi đi nha. Con muốn ra ngoài chơi. Mình ơi mình, mình ơi mình ơi, dậy đi mình ơi, mình. Ủa? Mình ơi, chết rồi mình ơi, dậy đi. À, mình ơi, chết. Ai rồi chết? Chúng ta sắp chết đói rồi mình ơi, chúng ta sắp chết đói rồi. Sao chết đói? Em có cục vàng làm ra cơm gạo, lúc nào cũng bỏ trong mình đây nè. Hồi nãy ra ngoài phát quang, làm sao làm em không biết đâu đó, cục vàng lúc nào không hay nữa. Bây giờ em không biết tìm cục vàng ở đâu nè anh ơi. Không có cục vàng làm ra cơm gạo á thì gia đình mình sẽ chết đói hết đó mình ơi. Hả? Nói vậy là mất cục vàng rồi hả? Rớt cục vàng rồi. Nếu mà mất cục vàng á, có nghĩa là cả gia đình mình chết đói hả? Rồi con chúng ta nó ai nuôi đây? Rồi mình ở đây, rồi con trai mình đâu? Con trai em gửi với bên ngoại rồi. Bây giờ làm sao để ở mình? Thì có làm sao đâu, sợ dữ vậy trời. Thì còn có má lo cho tụi mình, không có sao đâu, không có sợ chết đói đâu. Má của anh nó đã qua đời rồi. Cái gì? Má tôi qua đời rồi hả? Ủa, mà má tôi chết hồi nào mà tôi không biết gì hết trơn vậy? Thì má của mình á, cũng như làm việc nhiều quá mà kiệt sức qua đời đó. Ngày má mất á, mình cứ lo ngủ hoài hả? Tôi lay mãi mình không chịu dậy gì hết trơn á. Cho nên là con bệnh tôi lo ma chay cho má. Bây giờ không có cục vàng làm ra cơm gạo, rồi má mất nữa, rồi ai nuôi con cái chúng ta đây hả mình ơi? Rồi gia đình chúng ta sẽ ly tán hết. Bây giờ làm sao đây, không có cục vàng làm ra cơm gạo thì làm sao chúng ta sống đây hả mình? Trời ơi, má tôi chết, má tôi bỏ tôi. Má ơi, sao má chết má không nói con? Má ơi, sao má bỏ con vậy má ơi? Bây giờ phải làm sao đây hả mình? Bây giờ ai biết làm sao? Thì hồi nãy em làm rớt ở ngoài ruộng á, bây giờ mình phải giúp em kiếm nó. À, thôi rồi, bình tĩnh đi. Để tôi ra ngoài, tôi tìm cái cục vàng đó cho. Đi mình. Dạ. Lẹ đi mình. Rồi. Cái rửa mình. Chị đi. Chị coi. Nè, coi rửa ơi, cái cục vàng nằm ở đâu? Chứ không cả nhà chết đói không được đâu. Đây nè. Biết sao không? Em quên. Ở xung quanh đây nè, em quên tay một cái tự nhiên cái nó văng vô lùm cỏ đây nè. Bây giờ cỏ không tùm gì sao mà em tìm đây? Trong lùm cỏ nào? Nhớ lại coi. Hình như là ở trong đó nó chồng vòng ở đó đó. Chồng phát cỏ đi rồi sẽ tìm được cục vàng cho vợ mà. Vậy là làm rớt cục vàng vòng vòng ở đám cỏ này đúng không? Đó hình như là ở bên kia kìa. Chồng vô đó đó. Rồi quanh đây đúng không? Nhưng mà ở đây cỏ không à. Làm sao mà tìm ra được cục vàng cho vợ đây? Thì đó, ngay chỗ đó đó. Ừ, bây giờ chồng lấy cây rửa đi, phát cỏ cho đó đi. Biết đâu cục vàng nó nằm ở dưới đó thì sao? Ở đó. Chắc chỗ đó đó. Thấy chưa?
Hả? Nghỉ tay đi uống nước nè. Uống miếng nước đi mình. Cảm ơn vợ. Vợ nè, chồng đã phát hết cỏ rồi mà sao không thấy thổi vàng đâu vậy? Bây giờ chồng phải phát hết đám cỏ đó, xong rồi chồng xới đất lên, lúc đó vợ sẽ chỉ cho chồng biết là vàng ở đâu. Hả? Phát hết cỏ rồi mình phải xới đất lên hả? Mình xới đất lên như vậy á thì làm sao mình thấy được thổi vàng của vợ chứ? Vàng ở đây nè. Sau một thời gian chung sống, quý nữ mới thổ lộ rằng nàng vốn là tiên trên trời, vì động lòng trước những lời cầu khấn của mẹ Lười nên Ngọc Đế mới sai nàng xuống làm vợ Lười để giúp chàng thay đổi tâm tính. Đến nay, Lười đã biết chăm chỉ làm ra hạt lúa bằng chính sức lao động của mình. Quý nữ phải ngậm ngùi chia tay hai cha con để trở về trời theo lệnh của Ngọc Hoàng. Má nè, bây giờ con mới hiểu lúc mà vợ con nói mất cái thỏi vàng á, đó chính là cái kế của vợ con để giúp cho con á thay đổi tánh tình nè, rồi biết quý sức lao động của mình từ cái việc mà phát cỏ nè má, rồi xới đất lên, rồi gieo mạ nè, rồi khi mà cây lúa nó lên nè, rồi nó trổ bông, nó triểu hạt. Bây giờ nhìn cái đống lúa này á, con mới biết đây chính là vàng của vợ con làm rớt đó. Má hối hận á vì đã nuông chiều con, cho nên con mới lười biếng, cho nên má mới rất buồn, cho nên má mới khấn trời khấn Phật xui khiến cho con thay đổi tâm tính. Nhưng mà cũng hay thiệt nha, cái lời khấn của má động tới lòng trời luôn. Nè, con có nhớ cái có một hôm đó là con đi câu cá. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi cái con bị con quạ nó ăn cắp con cá của con, nó bay đi, nhớ không? Dạ. Đó, nó mới bay tới nhà vợ con, nó mới cho vợ con ăn con cá đó, cho nên vợ con mới có bầu, mới đẻ ra thằng con của con đây nè. Rồi Phú ông á thấy như vậy cho nên nó mới kết duyên cho tụi con. Thiệt đúng là trời xe duyên cho tụi con đó, chứ không có ai xe cho tụi con được hết đó. Rồi con còn biết một chuyện là vợ con nói má đột ngột mất đi ha, rồi thằng con trai của con á gửi bên ông bà ngoại, tất cả những điều đó đều là cái kế của vợ con, đúng không? Đúng rồi, vợ con là tiên trên trời đưa xuống đó. Dạ. Nghĩa là giúp cho con thay đổi tính tình và con làm được những gì mà trời cho con đó. Thấy không? Xong rồi thì nó đi về rồi. Nhưng mà khi con làm được tất cả những điều đó thì lúc đó cũng chính là lúc mà vợ con bỏ hai cha con đi. Con đừng có buồn, chứ không phải vợ con nó hứa là bốn mùa nữa nó sẽ xuống đây với tụi con sao? Bởi vậy con phải ráng làm để cho nó thấy, nó mới chạy xuống với con nữa chứ. Đúng rồi, má nhắc con mới nhớ. Con ơi, con trai ơi, cha sẽ cố gắng làm việc thật là tốt trong bốn mùa để cho mẹ về với con chịu không? Nó chịu đi con. Nó chịu. Cháu nội con dễ cưng quá đi. Trời sao mẹ vẫn chưa về? Con đứng đây từ sáng tới giờ rồi, vào trong nghỉ ngơi đi con, cứ đứng ngóng ngóng hoài vậy mệt lắm con à. Má à, nhưng mà đã trải qua bốn mùa rồi, sao vợ con vẫn chưa về hả má? Vợ con hứa là nó sẽ về, yên tâm đi con. Con thương vợ con lắm, chính vì vậy mà con đã cố gắng làm việc thật là tốt, thật là siêng năng, trồng thêm cây ăn trái, nuôi thêm gà vịt heo, để khi vợ con về, vợ con yên tâm là con vẫn giữ lời hứa với vợ con. Nhưng mà đã qua bốn mùa rồi, con vẫn chưa thấy vợ con về. Cha
mẹ về kìa.